Chương 47 Cực hình cùng tóc dết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Người thị vệ này nói chuyện rất là bình thản, phản phất chữ cùng chữ ở giữa khoảng cách đều bị cây thước đo đạt qua bình thường, thập phần chính xác, cũng không dẫn bất luận cái gì cá nhân tâm tình, chính là bởi vì như thế, hắn nói ra được từng cái lời mang theo rất mãnh liệt tin tưởng ở bên trong, làm nghe được nhân sinh cuộc sống ra vô pháp không tin cảm giác. Cái kia bị bắt làm tù binh hải tặc trung trẫy được càng gia tăng lợi hại, thậm chí có thể nghe được hắn hàm răng đánh lúc phát ra cách cách thanh âm. Người này bỗng nhiên cuồng kêu một tiếng nói, "Vang cầu các ngươi một đao chọc tử ta đi." Thì vệ đen lạnh khóc đáp lại là, "Hành hình." Cái này trong nháy mắt, Phương Sâm Nham bắp chân khuất lên, cơ thể lập tức buộc chặt, sau đó bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cả người trước hơi hơi về phía sau một áp chế sau đó bộc phát ra làm cho người khó có thể tin cao tốc về phía trước đập ra. Hắn tứ chi trên không trung giãn ra, cơ hồ cùng mặt đất song song, duỗi tại phía trước nắm tay quả đấm thẳng oanh hướng khoảng cách gần đây cái kia tên thị vệ đen. Bởi vì quyền nhanh chóng quá nhanh nguyên nhân, tại đây biệt kín mà trống trải nhà nhỏ chính giữa thậm chí đều vang lên loáng thoáng tiếng oanh minh. Cái kia thị vệ đen phản ứng cũng phải cực nhanh, nghe được dị động về sau liền lập tức nghiêng người đem tay phải đặt tại bên hông, thuần thế đem võ đao nhắc tới dùng để đón đỡ ở phương xâm nham một quyền này, động tác này có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Một khi dùng võ đao đem phương xâm nham nắm tay quả đấm chống chọi sau, như vậy liền có thể lập tức rút ra bên hông loan đao vào đầu chém đến. Nhưng phương xâm nham khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ngay tại nắm tay quả đấm cùng võ đao đánh nháy mắt, hắn quyền trái thượng chợt hiện ra một vòng làm lòng người quý kim loại hào quang. Ngay sau đó, cái kia kiện tạo hình giữ tận hợp kim xương bọc thép tự xuất hiện ở quả đấm của hắn cạnh ngoại, nắm chặt thành một cái kim loại cự quyền. Điên cuồng đầu tiên đánh tại trên vỏ đao, vỏ đao lập tức phát ra một tiếng ấm ách vặn vẹo thanh âm, bị trực tiếp nện bay đi ra ngoài. Mà một quyền này chính là phương xâm nham xuất thế đã lâu một kích toàn lực, dư thế không suy, tiếng quân thần tốc đập vào người này thì vệ đen bên hông. Cứ việc thì vệ đen ăn mặc thập phần tốt liên hoàn giáp, nhưng loại này đồ phòng ngự đối với chém, bổ, cắt, các loại lợi khí có rất tốt phòng hộ hiệu quả, lại đối với nền, đụng, áp động khí công kích phòng ngự hiệu quả thập phần rải rác. Bị phương xâm nham như vậy một quyền chính diện trúng mục tiêu, lại vẫn đánh ra điểm bạo kích. Hán tử xây cái này danh hiệu uy lực lập tức phát huy đi ra, có thể thấy rõ ràng cái hông của hắn lập tức đáng sợ lõm dưới đi, hiển nhiên ngay bị đánh nơi khớp xương cũng bị chấn được phá toái, một đại đoàn máu đen hỗn hợp phá toái nội tạng từ miệng trung bừng lên, sống sờ sờ đem tiếng kêu thảm thiết buồn bực trở về, phun ra đến sương mù hình dáng máu tươi đem miệng hắn phụ cận đều phủ lên phải đỏ bừng. Người này cao lớn khôi ngô, mặt tốt liên hoàng giáp thị vệ đen, đúng là bị phương xâm nham xúc thế một kích đánh bay ra ngoài, trên không trung bay qua mấy trượng về sau, lại đụng ngã bên cạnh một người, trên người liên hoàng giáp trên mặt đất thổi sát, phát ra tảm người tiếng ma sát sinh sinh ở đá xanh trên mặt đất thổi ra một đầu huyết nhục mơ hồ thảm thiết dấu vết, làm cho người cảm giác được quỷ dị mà sợ chính là, hắn đúng là ngay nửa điểm tiếng trên rỉ đều không có phát ra, phản phất kinh. Khủng kia trọng thương là phát sinh ở trên thân người khác đồng dạng. Nhưng vừa lúc đó, đứng ở nhưng nhất bên phải cái kia tên thị vệ đen nhưng trong nháy mắt bắn lên, dùng hai tay nhấn một cái trước mặt bàn vuông, trên không trung nhẹ nhàng một cái quay cuồng, đã là rút ra dưới cao nhìn xuống đánh về phía thở dốc phương xâm nham, tại khói bụi tràn ngập ở phía trong, có lạnh lùng quang mang lóe lên, đúng như giả thú bạch nha thượng tàn nhẫn lệ quan. Người này thì vệ sử dụng chính là cùng am mang đồng dạng kiếm đâm, hiển nhiên đi chính là gấp, nhanh, độc nhanh nhẹn lộ tuyến. Phương xâm nham lúc này lực cũ đã hết, lực mới không sinh, trong mắt giống như thiêu đốt bình thường quang mang lóe lên rồi biến mất. Chỉ có thể trở tay một bả nắm đâm thẳng mà đến kiếm đâm sắc bén mũi kiếm khoái ý cắt nhập trên lòng bàn tay da thịt, trước đâm chọc xu thế yên nguyên không giảm, mãnh liệt mà đến lưỡi đau tại phương xâm nham buộc chặt xương tay cách thượng mài ra rợn người tiếng vang, yên nguyên cường tự đẩy đưa tiếng lên, vào hắn dưới xương sườn. Ngươi nhận lấy địch nhân thứ kích. Tánh mạng giá trị giảm xuống 68 điểm, khấu trừ thiên phú năng lực. Cứng cỏi giảm tổn thương sau, thực tế khấu trừ tánh mạng trị giá là 43 điểm. Ngay tại cùng thời khắc đó, Phương Sâm Nham đã muốn công lên đầu gối, mạnh mẽ chỉ vào người này rơi xuống trước mặt mình thì vệ đen trong đũng quần, hắn lần này là như vậy dùng sức, đem mình đã bị đau đớn toàn bộ đều ở đây đỉnh đầu chính giữa bạo phát ra, thế cho nên cho dù là cách quần vải vóc, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai cái trứng hình vật như khí cầu bình thường, ba, một tiếng nổ ra. Những này quỷ gì thì vệ đen đồng dạng cũng phải người, đồng dạng hồi đau nhất hồi sợ hồi loạn, đương làm phương xâm nham xem lên trước mặt cái này gần trong gan tất gia hỏa biểu lộ thoáng cái bóp méo thời điểm, trong lòng của hắn sẽ qua một tia khoái ý, đột nhiên hấp khí phát lực, hô một tiếng dơ lên quyền trái, hợp kim xương bọc thép thu về hai cây sắt thép ngón tay, mang theo trên mặt còn dư ấm áp máu tươi, thật sâu đâm vào đối thủ cổ họng, sau đó nhấc câu, một kéo. Máu tươi cùng phun ở bên trong, người này thì vệ đen màu đỏ sậm yết hầu bị sóng sờ sờ gãy đi ra hắn hai mắt nộ lồi, che yết hầu phát ra, khanh khách, thanh âm, máu tươi có lẽ hay là vui sướng theo kẻ ngón tay gian tuôn ra, cả người lão đảo rút lui, tựa ở trên vách tường run rẩy qua, cuối cùng mới không cam lòng ngã xuống, quay cuồng run rẩy. Lúc trước bị đánh ngã cái kia tên thị vệ đen mới từ mặt đất bò lên đứng dậy đến, chậm rãi rút ra bên hông loan đao. Mà tên kia bị phương xâm nham một quyền đánh cho trọng thương thị vệ đen cũng phải dãy dụ lấy đứng dậy, cùng đồng bạn tạo thành một trái một phải giáp công xu thế. Hai người này đã muốn nhìn ra trước mặt địch nhân cũng chưa chắc sống khá giả, phương xâm nham trên bàn tay thương thế đã là thoạt nhìn tương đương chói mắt, mà dưới xương sườn trên vết thương lại càng đỏ hồng da thịt xoay tròn, như cái miệng nhỏ nhắn bình thường mở ra ồ ồ hướng ra phía ngoài phun đầy huyết dịch, đem y phục trên người đều nhùm phải thấm ướt. Tại lấy một địch hai hoàn cảnh xấu trước mặt, phương xâm nham có chút cúi xuống thân thể, hai tay thoảng qua mở ra, tuy nhiên cùng lúc miệng vết thương đã muốn mơ hồ có thể thấy được bạch thảm thảm gãy xương, nhưng này sông mũi nhọn bức người con mắt đều giấu ở tán loạn sinh ra kẻ hở, làm cho người ta cảm giác như phản phất là một đầu xúc thế đời phốc báo tử, tại bất động ở phía trong điều hòa qua làm cho người sợ hung tàn. Ngắn mũi dằn co trạng thái gần kề dằn co mấy, phương xâm nham chân phải bỗng nhiên về phía sau co rụt lại, sau đó dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay trên mặt đất nhất câu nhảy lên, liền đem trước người cái kia chiếc trọng thương đến hôn mê thì vệ đen thân thể lăn không đá bắt đầu, sau đó cứ như vậy máu tươi đầm đìa đánh tới hướng đối diện. Cái kia hai gã thị vệ đen tự nhiên về phía sau vừa lui đã làm xong đề phòng, tránh cho phương xâm nham thừa thế tập kích. Nhưng lúc này phương xâm nham nhưng lại cười lạnh một tiếng, hướng về bên phải bổ nhào về phía trước sau, giơ lên đeo hợp kim xương bọc thép lạnh lạnh tay trái, nhắm ngay bên cạnh khóa sát tựu đập phá xuống dưới rất lộ ra nhưng thời đại này khóa sắt cứng trắng độ hoàn toàn vô pháp cùng đến từ tương lai hợp kim so sánh, một chuỗi hỏa tinh toát ra sau, xích sắt kia phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng, sau đó trầm một tiếng cắt thành hai đoạn, giống như hai cái con rắn chết bình thường trượt rơi đến trên mặt đất. Bị trói ở cái kia tên hải tặc lập tức điên cuồng vùng vẫy bắt đầu, vốn đã hoàn toàn bị sợ hãi cái bọc hắn bỗng nhiên đã lấy được cây cỏ cứu mạng, hơn nữa cái này rơm rạ thoạt nhìn chất liệu có lẽ hay là thanh sắt làm, có thể nào không sợ hãi hỉ nảy ra tại hắn không tiếc bất cứ giá nào dãy dùa hạ rất nhanh tựu đã lấy được tự do thuận tay theo trên mặt đất mò lên một bả loan đao tựu cùng khiếu qua nhắm ngay tên kia bị đánh thành trọng thương thị vệ đen nhào tới mà phương sâm nham cũng tức thời đuổi kịp bổ vị tìm tới một gã khác thị vệ đen hắn lúc này toàn diện thuộc tính đều đối với người này bị thương thị vệ đen tạo thành áp đảo ưu thế tại một mình đấu cục diện hạ tự nhiên là có vẻ thành thạo bất quá người này thì vệ đen tại công thủ trong lúc đó có vẻ thập phần tỉnh táo, tự hồ là hoàn toàn từ bỏ sợ hãi, thất lạc, quể oải giống như tâm tình máy móc, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không phạm bất luận cái gì sai lầm tự như, trong lúc nhất thời. Cũng làm cho người sinh ra chuột kéo quy không chỗ hạ khẩu cảm giác. Phương xâm nham trong nội tâm tính toán quá nhiều, như thế nào chịu ở chỗ này nhiều hao phí thời gian. Hắn trong giây lát đem thân thể hơi nghiêng, dùng chính mình vai phải ngạnh xanh xanh thừa nhận rồi địch nhân một đao, máu tươi cùng phun ngoài, tánh mạng giá trị lần nữa cùng hàng gần 50 điểm. Nhưng Phương Sâm Nham đã là thừa lúc lên trước mặt thì vệ đen ra tay khoảng cách dơ lên quyền trái, từ trên xuống dưới hung tạng vô cùng thẳng nền xuống dưới. Cái kia thì vệ đen đồng tử co rút lại, chỉ có thể từ bỏ trong tay không kịp rút ra loan đao, hai tay giao nhau chắn trước mặt dĩ cầu ngành kháng, nhưng hắn tại trên lực lượng hoàn cảnh xấu lại khiến cho phòng thủ hiệu quả cũng không rõ ràng. Phương Sâm nham một quyền nện xuống dưới, thì vệ đen cũng phải kêu trên một tiếng, khóe miệng tràn huyết lão đảo rút lui. Bắt được cái này thời cơ, phương Sâm nham lại càng được một tất lại muốn tiến một thước tiến tới một bước, lần nữa ra quyền oanh đến, cái kia hợp kim xương bọc thép thượng lóng lánh một chút điểm hào quang, dính kèm ở trên của hắn máu tươi cũng phải nhược vũ thủy bàn bay ra. Người này thì vệ đen thối đã không kịp, chỉ có thể lần nữa hoành khuỷu tay ngành kháng. Lúc này đây thì vệ đen vội vàng đón đỡ không có có thể tạo được tác dụng, tay của hắn khuỷu tay bị sinh sinh đẩy ra, hợp kim xương bọc thép cái này hung khí, ba, một tiếng trọng kích tại cổ họng của hắn thượng, ngay cả người cũng bị sinh sinh bổ phải hai chân cách mặt đất đánh bay ra, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau ngửa mặt chỉ lên trời, lồi con ngươi thè, khóe miệng một đám máu đen chảy xuống, đúng là bị sinh sinh đánh chết giết. Tại ngắn ngủn hơn 10 giây về sau, còn thừa tên kia trọng thương thị vệ đen cũng bị phương xâm nham cùng bị cứu ra người này hải tặc liên thủ giết chết. Chiến đấu vừa mới chấm dứt, tên kia hải tặc tự hai chân mềm nhũng, nằm ở cái kia huyết tinh vô cùng trước bàn đá khóc thảm nói. Steven, ta thay ngươi báo thù rồi, ngươi nghỉ ngơi a. À. Phương xâm nham lúc này cũng mới nhìn rõ cái này ba gã thị vệ đen thi triển hình phạt, dù là hắn tâm lý tố chất rất mạnh, trong lúc nhất thời cũng có chút buồn nôn cảm giác nguyên lai like tên kia chết mất hải tặc steven hai tay hai chân đều bị gắt gao trói chặt tại trên bệ đá bụng của hắn quần áo bị xé rách xuống dưới rốn nơi bị lợi khí cắt sau đó đem liên kết với ruột đẫm máu rút ra cột vào bệ đá bên cạnh một cái cùng loại với guồng quay tơ hình cụ bánh xe một khi lay động bánh xe tay chui người bị hại ruột cũng sẽ bị sóng sờ sờ không ngừng xoay tròn liên lụy đi ra đã bị thống khổ có thể nghĩ bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 48 Nô no bộc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cho dù là tại giả mang hát ám thời trung cổ, loại này tàn khốc hình pháp cũng chỉ có thể là bị đưa về dị đoan hát ma pháp sư mới có thể sử dụng. Nhìn xem Steven trước khi chết cái kia giữ tận mà nghe răng trận mắt biểu lộ, Phương Sâm Nham cũng thở dài một tiếng sau nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng thay hắn báo thù rồi, đúng rồi, ngươi hẳn là gọi Charlie đem, những người khác thế nào? Hải tặc cha ly rất là do dự nhìn phương Sâm nham vài lần, bỗng nhiên quỵ ngã xuống nói. Ta tại lúc tuyệt vọng nhất đã từng đối với chủ thề, vô luận là ai đến đây cứu rỗi ta, như vậy đều muốn đạt được ta trung thành, mãi cho đến ta hô hấp định chỉ mới thôi. Đến từ thần bí phương đông thủy thủ trưởng nham, từ nay về sau ngươi tự là chủ nhân của ta. Phương Sâm nham trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tự đã lấy được mộng yểm ấn ký nhắc nhở đem ngươi nội dung cốt truyện nhân vật hải tặc cha theo tử vong tuyệt cảnh chính giữa cứu vớt đi ra bởi vì lời thề nguyên nhân cho nên hải tặc cha bị ép đã trở thành ngươi nô bộc tại ngươi dừng lại tại mộng yểm không gian cùng mộng yểm thế giới thời gian chính giữa nô bộc đem sẽ kéo dài tiêu hao ngươi thông dụng điểm tới với tư cách nó tiền lương trở lại hiện thực thế giới sau bất kể nô bộc đẳng cấp càng cao tiêu hao thông dụng điểm thì càng nhiều ngươi người này nô bộc vì chiến đấu hình một khi tử vong sau sẽ rơi xuống 10 điểm độ trung thành, trước mặt đẳng cấp tùy cơ hội giảm xuống 1-2 cấp, nhưng không cần tiềm năng điểm chỉ cần hao tổn nhất định thông dụng điểm có thể phục sinh. Tốn hao thông dụng điểm cùng nên tên nô bộc đẳng cấp, mặt trang bị có trực tiếp liên quan. Như nô bộc tại tử vong sau độ trung thành ngã xuống đến trốn tránh tiêu chuẩn, như vậy liền vô pháp bị phục sinh. Người trước mặt mỹ lực vì 8 điểm, làm của ngươi nô bộc độ trung thành thấp hơn 80 điểm thời điểm sẽ xuất hiện tiêu cực lãng công hiện tượng, thấp hơn 70 điểm thì có thể trốn tránh. Chú thích Thu nô bộc cơ hội tương đương rất thưa thớt, thỉnh quý trọng lần này cơ hội. Ngươi là hay không muốn thu lấy nên tên nô bộc? Phải chăng? Phương sâm nham có chút do dự một chút, có lẽ hay là lựa chọn là, chủ yếu vẫn bị câu kia thu nô bộc cơ hội tương đương rất thưa thớt, thỉnh quý trọng lần này cơ hội, chỗ đã động lựa chọn thu về sau, hải tặc cha Ly liền tự động khoanh tay đứng ở phía sau của hắn, thoạt nhìn rất là cúi đầu nghe theo. Tùy theo mộng yểm ấn ký lại bắn ra một loạt nhắc nhở. Cảnh cáo. Ngươi nô bộc đối với ngươi độ trung thành vì 55 điểm, ở vào nguy hiểm giá trị. Cảnh cáo. Ngươi nô bộc đối với ngươi độ trung thành vì 55 điểm, ở vào nguy hiểm giá trị. Thỉnh tại 24 tiếng đồng hồ bảo vệ kỳ trong đêm độ trung thành tăng lên tới 70 điểm đã ngoài, nếu không 24 khi còn bé nên tên nô bộc có thể sẽ đau tẩu. Nhìn xem cái này nhắc nhở Phương Sâm nham cuối cùng là thở dài một hơi, Hải Tặc Sở ưa thích mấy cái gì đó đơn giản chính là tiền tài, nữ nhân, rượu mạnh các loại, một khi lúc này đây nhiệm vụ chấm dứt, muốn đem hắn độ trung thành tăng lên cũng không khó khăn. Ngược lại người này Hải Tặc cha li năng lực Phương Sâm nham còn không rõ ràng lắm. Bởi vậy liền tiếp theo bắt đầu xem xét người này tư liệu giới thiệu. Hải tặc Chali, chiến đấu loại nô bộc. Đây là Pirates of the Caribbean thế giới chính giữa một loại thông thường nhân hình sinh vật. Trước mắt đẳng cấp 4, kinh nghiệm. Đẳng cấp sau khi tăng lên, thứ tư vây thuộc tính cũng đem tăng lên. Cũng đem đạt được một điểm tiềm năng điểm để mà tăng lên bản thân kỹ năng đẳng cấp. Trước mắt độ trung thành. 55 điểm còn có 23 tiếng đồng hồ 49 điểm thời gian chiêu mộ bảo hộ đến kỳ. Cơ bản thuộc tính. Lực lượng. 8 điểm nhanh nhẹn. 11 điểm thể lực. 8 điểm cảm giác. 4 điểm mỹ lực. 10 điểm trí lực. 5 điểm tinh thần. 5 điểm trụ cột cận chiến LV1, trụ cột sức chịu đựng LV1. Trụ cột năng lực tiến dai. Vũ khí hỏa dược loại nhẹ nắm giữ. Có đủ bản năng lực có thể thành thạo sử dụng vũ khí hỏa dược loại nhẹ. Đặc thù năng lực. Hải tặc LV1, bị động. Trên thuyền tốc độ di động tốc độ công kích tăng lên 15%, tất cả thuộc tính hai đặc thù năng lực. Bảo kinh phong sương LV1, bị động. Có đủ bản năng lực sinh vật lớn nhất tánh mạng giá trị tăng lên 150 điểm. Đặc thù năng lực. Gia tốc, chủ động sử dụng bản năng lực đem tiêu hao hải tặc Charlie 33% lớn nhất tánh mạng giá trị, có thể sử vị trí trên biển chở chiếc tốc độ di động gia tăng 15%, tiếp tục thời gian 10 phút. Trang bị Hải tặc thủy thủ áo, lực lượng b 1 trang bị Hải tặc thủy thủ trưởng quân, mị lực b 1 vũ khí Thủy thủ loan đao, lực công kích 59 đây là pirate of the Caribbean thế giới chính giữa thông thường loan đao, đã có thể dùng để chiến đấu cũng có thể bổ các buồn nhiều loại công dụng. Vũ khí. Súng mát chốc, lực công kích 820. Súc thế, loại này nguyên thủy hỏa dược vũ khí thường thường có thể phát huy ra làm người không tưởng được uy lực. Súc thế. Tại không phải trạng thái chiến đấu hạ, súng mát chốc tiếp theo bạo kích tỷ lệ đem tùy thời gian chuyển dời mà tăng lên, mỗi phút đồng hồ tăng lên 1% bạo kích tỷ lệ, cao nhất tăng lên tới 50% nổ súng sau thêm vào gia tăng bạo kích tỷ lệ biến mất. Nhìn xem hải tặc Charlie tư liệu, phương xâm nham nhưng lại cảm giác được cái này nô bọc hải tặc Charlie tương đối bình thường, nên vậy mà nói tại trên biển vẫn còn tương đối chiếm cứ ưu thế, mà hắn đối với súng mát chốc chính là cái kia, xuất thế, đặc hiệu rất cảm thấy hứng thú, cứ việc năng lực này cơ hồ một cuộc chiến đấu cũng chỉ có thể bộc phát như vậy một lần, nhưng là đối với trước mắt khuyết thiếu tính dễ nổ thủ đoạn phương xâm nham mà nói, có lẽ hay là tương đương mê người. Phương Sâm Nham đem chết mất cái kia ba cái thị vệ đen vơ vét một phen về sau, lại phát giác không có thể làm đến cái gì có vật giá trị. Chỉ rơi xuống một ít như là bội kiếm, các loại màu xám vật phẩm, nhiều vô số cộng lại bán đi 400 điểm thông dụng điểm. Như vậy keo kiệt tỷ lệ rơi đại khái cũng cùng cái này ba gã thị vệ đen tại bị Phương Sâm Nham công kích thời điểm tự ở vào, bị thương, trạng thái có quan hệ. Phương Sâm Nham vội vàng băng bó một chút vết thương trên người, nhìn xem tánh mạng của mình giá trị bắt đầu chậm rãi tăng trở lại về sau liền quay đầu hỏi thăm hải tặc Charlie nói. Ngươi biết Henry sẹo bọn hắn đi địa phương nào sao? Charlie lúc trước chính là Henry sẹo tùy tùng, thậm chí được xưng tụng là thân tín. Phương Sâm Nham vừa hỏi về sau, hắn lập tức có chút chần chờ, lúng túng không đáp. Phương Sâm Nham lập tức trong lòng có chút nén giận, không khỏi thanh âm có chút nghiêm khắc nói. Ngươi phải hiểu được thân phận của mình đã chính mình nguyện ý làm người hầu của ta, như vậy nên chủ tướng người lợi ích bày ở đệ nhất vị. Cha lập tức cứng lại, lập tức rất là bất đắc dĩ nói. Lúc ấy ta là cùng Henry lão đại đi ở một đường, bỗng nhiên phát giác trong một cái phòng kim quang lóng lánh, bên trong lộn một vòng một chỉ tràn đầy kim tệ thung. Kim tệ rơi vải đến khắp nơi đều là, kết quả tất cả mọi người nhào tới tranh. Sau đó bỗng nhiên gian phòng cuối cùng tự trầm xuống đem mọi người đều rơi thất điên bát đảo có không ít huynh đệ đều bị sống sờ sờ đâm chết ở dưới mặt cơ quan sau đó đám kia thằng nhóc tựu trong bóng đêm đánh lén chúng ta mọi người đang bận loạn chính giữa điên cuồng ra tay rồi lại ngộ thương đến người một nhà cuối cùng chúng ta đi tản lại trong bóng đêm lạc đường ta cùng steven lục lọi tiến lên kết quả đi tới một cái chất đầy thi thể địa phương tựu bị bắt làm tù binh phương sâm nham cẩn thận nghe lại phát giác Charlie ánh mắt có chút lập lòe, hắn lập tức biết rõ cái này nô bộc có chỗ giấu giếm. Kỳ thật đây cũng là lại bình thường bất quá. Phương xâm nham chính mình vốn tự mị lực giá trị hơi thấp, tăng thêm hắn và Charlie tương tính cũng không hợp, bởi vậy hải tặc Charlie dù cho bởi vì lời thề đã trở thành hắn nô bộc, độ trung thành cũng tất nhiên không cao. Mà trước đây hải tặc Charlie có lẽ hay là Henry sẹo tâm phúc, đương nhiên lúc này hội ấp a à ấp úng. Phương Sâm Nham đang muốn lại bách hắn thổ lộ chân tướng, lại nhận được mộng yểm ấn ký tương quan nhắc nhở. Cảnh cáo Chiến đấu của ngươi nô bộc hải tặc Charlie độ trung thành lần nữa giảm xuống 5 điểm. Cảnh cáo Chiến đấu của ngươi nô bộc hải tặc Charlie độ trung thành lần nữa giảm xuống 5 điểm. Thỉnh mau chống tăng lên chiến đấu của ngươi nô bộc độ trung thành, nếu không một khi độ trung thành trượt đến mới bắt đầu độ trung thành một nửa, như vậy cho dù là ở vào bảo hộ chiêu mộ trạng thái phía dưới cũng sẽ mất đi hiệu lực. Hải Tặc Charlie mới bắt đầu độ trung thành gần kề vì 55 điểm, một nửa mà nói như vậy chính là 28 điểm. Phương Sâm Nham trong mắt chợt lóe sáng, liền buông lỏng biểu lộ mỉm cười nói: đáng thương Charlie, ngươi nên vậy còn không có theo những kia chết tiệt dị giáo đồ mang đến trong sự sợ hãi đào thoát a, khẩn trương như vậy làm gì? Ta sợ dĩ phải tìm Henry sẹo còn không phải muốn sớm một chút cùng hắn tụ hợp mọi người giúp nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại nơi này đã bị nguyền rủa trong thành bảo mặt, chúng ta càng nên vậy đồng tâm hiệp lực mới đúng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn rơi xuống đám kia gia hỏa trong tay sao? Rất hiển nhiên, phương xâm nham câu nói sau cùng làm ra thật lớn tác dụng, hải tặc cha ly vừa nghĩ tới lúc trước chủng loại kia quấy tràn cực hình, toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt trung rẩy lên. Vội vàng nói. Tốt, chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi phương sâm nham nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh ánh mắt lại rơi xuống hải tặc cha ly trên người rất hiển nhiên hải tặc cha ly người này tránh được một cái thập phần vấn đề trọng yếu thì phải là lúc trước cái kia ba gã màu đen vệ sĩ khổ sở khổ ép hỏi nội dung bất quá hắn lúc này cũng không có ý định bóc trần sự thật này bởi vì này rất có thể làm cho cha ly người này độ trung thành nhanh chóng trượt mà chạy trốn đối với phương sâm nham mà nói người này còn có càng thêm trọng yếu giá trị trước đó hắn còn cần cái này cha liên ngốc tại bên cạnh của mình, về phần chuyện sau đó, Phương Sâm Nham khóe miệng lạnh lùng dơ lên một chút. Đối với hắn như vậy một cái theo 14 tuổi mà bắt đầu đọc tự mưu sinh người mà nói, giống như hải tặc cha ly như vậy suy nhược mà ba tâm hai ý người hầu cũng không rất để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi cho ta nói một chút chất đầy thi thể địa phương là dạng gì? Phương Sâm Nham bỗng nhiên dò hỏi. Đối với không có liên quan đến đến Henry sẹo tình báo, Charlie có lẽ hay là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn, nguyên lai like tiến vào đến tòa tòa thành chính giữa hải tặc cho đến tận này đã có suốt ba chi, bất quá quy mô đều không có bell scoop lớn. Những cái thứ này chính giữa cũng không có thiếu Charlie người quen, kết quả đều chết ở tại đây. Sau khi chết thi thể cũng bị những kia hắc y vệ góp nhặt bắt đầu chồng chất bỏ vào cùng một chỗ, hơn nữa đưa tay cổ tay cùng cổ mạch máu đều cắt ra lấy máu, cụ thể cũng không biết có làm được cái gì, Phương Sâm nhằm nghe xong về sau như có điều suy nghĩ, hắn biết rõ tại hát vu thuật chính giữa tự có thật nhiều dùng huyết dịch đến khu động vu thuật cùng pháp trận, lại cũng không nhiều lời lời nói. Chỉ là yên lặng đi về phía trước. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Chất vấn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đen kịp thông đạo, dày đặc mùi máu tươi, còn có thỉnh thoảng truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, này chủng chủng cảnh tượng thê thảm đều ở quốc gặm phệ qua hải tặc cha ly tâm linh. Phương xâm nham rất là vô lương lại để cho người nam nhân này đi tới phía trước nhất dò đường, mà chính mình tắc chính là thoải mái nhàn nhã ông tay ở phía sau vừa đông vừa đưa tùy theo đuổi kịp. Phương xâm nham lại càng nhạy cảm lưu ý đến, tòa thành trên vách tường điêu khắc hoa văn có mới có cũ, mà mới hoa văn lại như là mấy năm này vừa mới tuyên khắc lên đi tự như, nếu là đem chi điểm cắt đi ra nhìn, rất giống là do lần lượt kỳ dị chữ cái tổ hợp mà thành. Cứ việc phương xâm nham không rõ cái kia chữ cái ý tứ, nhưng lại có thể theo chính mình xúc giác chính giữa cảm nhận được một loại khó có thể hình dung lạnh như băng cảm giác. Giống như là vuốt ve. Địa ngục cảm giác. Mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái. Nhẹ, nhưng là kiên quyết. Có thể cảm giác được, cái kia dĩ nhiên là tòa thành làm một người chỉnh thể đang run rẩy. Phương Sâm Nham lập tức dừng bước, mà hải tặc cha ly nhưng lại lập tức úp sấp trên mặt đất. Cái này từ loại nào trên trình độ có thể trực quan phản ứng ra lúc trước hắn vì cái gì bị chôn bắt nguyên nhân. Nhưng rất nhanh cái thứ hai càng thêm mãnh liệt đánh tự xuất hiện, Phương Sâm Nham thậm chí có thể cảm giác được cái này cực lớn tòa thành một bộ phận đang tại sụp xuống, sau đó một hồi loáng thoáng khó có thể phân biệt tiếng hoang hô vang lên. Có thể rõ ràng phân biệt rõ ra đó là hải tặc đặc biệt như thủy triều bình thường đánh úp lại hoang hô mà ở trong hắc ám lại càng truyền đến một hồi phẫn nộ mà lạnh như băng rung động, hơn phân nửa là vốn thủ vệ chính đang tiến hành sốt ruột nhanh chóng trao đổi. Ở bên cạnh, hải tặc cha ly thoáng cái trước trước ngốc trệ cùng khủng hoảng chính giữa nhảy dựng lên, dùng một loại cuồng hỉ giọng điệu nói. Thượng đế A, à, bọn hắn đánh tan những này chết tiệt dị giáo đồ. Lão đại làm được xinh đẹp, hắn dùng dao găm đâm vào những này giấu ở trong hắc ám độc xà trái tim hắn nhất định là giống hứa hẹn cái kia dạng công hãm thành bảo tu Gia tàn bảo khố phương sâm nham đồng tử bỗng nhiên chặt lại công hãm bảo khố bọn này đã bị mình suy yếu phải chia năm sẽ bảy hải tặc rõ ràng còn có thể đạt tới như vậy mục tiêu hắn lập tức ý thức được kế hoạch của mình xuất hiện một ít chuyện xấu cái này chuyện xấu theo henry sẹo xung phong nhận việc yêu cầu đến đây tự xuất hiện nhưng ở phương sâm nham trong nội tâm cũng chỉ là cảm giác được có chút phiền phức mà thôi cho tới bây giờ, Phương Sâm Nham mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình tự hồ một mực đều đánh giá thấp Henry sẹo người này, loại này khinh thị tự hồ là theo hắn chơi vật tay thua cho mình bắt đầu. Trận kia căn bản là tính toán không cái gì thất bại khiến cho Phương Sâm Nham không để ý đến Henry sẹo một thân phận khác. Tiếng xấu rõ ràng thuyền hải tặc Bell Scoop thợ lái chính. Thuyền trưởng Aman phía dưới ổn cư vị thứ hai nhân vật một cái tại trên biển Caribe chém giết hơn 20 năm yên nguyên cường kiện nhanh nhẹn dũng mãnh thâm niên cường giả. Hai người tiếp tục trong bóng đêm đi về phía trước đại khái hơn 10 phút đồng hồ, liền nhìn thấy xa xa trên ngã ba có chói mắt ánh lửa truyền ra, tiếp theo là hơn 20 tên toàn thân đẫm máu đám hải tặc ngẩng đầu mà bước theo gốc trẻ đi tới, cứ việc những này giả mang mà thô lỗ gia hỏa trên người đã muốn trách rưới giống như là tên ăn mày, nhưng nét mặt của bọn hắn lại như là cái quốc vương. Tất cả mọi người bắt đầu cao giọng hát qua tại thủy thủ cùng hải tặc chính giữa đều lưu hành giác địch chi ca, có thể chứng kiến trong đám người bảy tám người đi lại tập tỉnh phụ trọng rõ ràng, bọn hắn mang bốn khẩu cực lớn trắng chắc thùng, thùng trên có qua đồng cô, gỗ cao su bản cùng tinh mỹ hoa văn, đương nhiên ắt không thể thiếu chính là pho gia tộc cái kia đã muốn nhìn chán sông đầu xà gia tộc văn chương. Phương xâm nham ánh mắt rơi xuống cái kia thùng thượng thời điểm, lấy được nhắc nhở nhưng lại bị phong ấn tài phú, sau đó tự không có bất kỳ tin tức. Mà Phương Sâm Nham vừa mới nghĩ đến Henry sẹo liền đi tại đội ngũ phía trước, hắn nắm chặt hai đấm, trên thân toàn bộ màu đỏ qua lộ ra một thân cơ bắp cơ thể, giống như là bị bôi lên lên dầu ô liu như vậy tại ánh lửa hạ phát ra sáng, thân thể chung quanh tự hồ bao vây lấy một thân ngân sắc quang mang, mà trên mặt cơ thể khi thì đều không tự chủ được trung chảy xuống. Chung quanh hải tặc xem cái này gã đại hán đầu trọc ánh mắt giống như là đang nhìn bọn hắn chiến thần. Rất hiển nhiên, Henry sẹo thể hiện ra xứng đôi hắn thanh danh thực lực cường đại, ngăn cơn sóng dữ, đem những này tại sai lầm địa phương dùng sai lầm chiến thuật chiến đấu đám hải tặc theo địa ngục chính giữa cứu vớt đi ra. Cũng thuận tay đem phương xâm nham kế hoạch quấy đến rối tinh rối mù. Đương nhiên, xin chú ý, là quấy đến rối tinh rối mù, mà không phải thất bại. Đương làm phương xâm nham thành công thuyết phục Aman phóng trên mình bờ thời điểm, hắn bố cục cũng đã thành công thu võng hiện tại dù cho có biến cố gì, đó cũng là lợi nhuận nhiều một chút cùng lợi nhuận ít một chút khác nhau, mà thất bại hai chữ này tại tạm thời đã bị vứt bỏ ra hắn từ điển chính giữa. Trước mặt mặt những này hải tặc phát giác trong bóng tối bỗng nhiên toát ra hai người đến thời điểm, làm ra vô ý thức cử động đầu tiên là đề phòng, rút đao, sau đó nhìn rõ ràng hải tặc cha ly mặt về sau phát ra hải tặc trong lúc đó đặc thù thô lỗ hoang hô. Ô hát! Chết tiệt thượng đế, đoán xem ta nhìn thấy ai? vậy mà là của chúng ta Charlie, ngươi cái này chết tiệt tạp chủng, rõ ràng còn không có xuống địa ngục a. À. nhìn thấy ngươi thực con mẹ nó để cho ta hưng phấn, sống sót hải tặc không thể nghi ngờ đều là Henry sẹo thân tính, cho nên đón lấy nhất môi cười ngây ngô Charlie phải có được bị đồng bạn đập bờ mông văng vê đầu thân mật đãi ngộ. nhưng tùy theo xuất hiện phương xăm nham sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy rồi, lúc này tất cả hải tặc cũng biết chính mình lúc trước kinh nghiệm thê thảm tao ngộ chỉ sợ đều cùng người này sai lầm quyết sách có quan hệ. Đương nhiên tuyệt đối sẽ không lấy cái gì sắc mặt tốt cho phương xâm nham xem, có thô lỗ gia hỏa thậm chí bắt đầu rút ra dao găm muốn chết thay rơi huynh để tìm công đạo. Người cái này ngu xuẩn, lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Một hải tặc nộ rống lên. Đón lấy hắn rống giận nhận được rồi đồng bạn đáp lại, cơ hồ muốn đem cả tòa thành ném đi tự như bị túng tụng trong đám người Henry sẹo cũng đứng dậy, hắn khổng lồ kia hình thể tại bó đuốc chiếu rọi có làm cho người hít thở không thông lực áp bách, phương xâm nham thậm chí có thể chứng kiến hắn huyệt thái dương phụ cận mạch máu tại bành trướng hơn nửa nhảy lên, trên đầu trọc nhỏ vụn mồ hôi như là cỏ xanh phủ kín bình nguyên như vậy rậm rạp chằng chịt ở ánh lửa hạ rõ ràng có thể thấy được. Cái này xưa nay đều làm cho người ta dùng hào sản cảm giác đại hán lại âm trầm giống như một đoàn mây đen bao phủ tại cố hương của hắn Standina trên bán đảo chủng loại kia màu xám nhạt mây đen, mà chủng mây đen bình thường đều bị coi là bão tuyết tiến đến trước tiêu chí. Henry sẹo nhìn qua phương xâm nham, ánh mắt của hắn giống như là một đầu thị huyết giả thú nhìn qua con mồi, tùy thời đều nhạo tới đem hết thảy xé nát. Đại hán này đột nhiên vương tay trái của mình, tại cổ tay của hắn thường cột rất nhiều cổ sư vòng tay, những này vòng tay chất liệu thiên kỳ bách quái, có rất nhiều dùng hàng mây tre lá, có rất nhiều dùng vải bạc cắt bỏ làm, thập phần thô ráp, mặt trên còn có điểm một chút máu tươi, tràn đầy một loại nguyên thủy tan thương cùng bi thương. Những này, đều là những huynh đệ kia trước khi chết phó thác cho ta, nhưng là có càng nhiều huynh đệ đem tay của bọn hắn liền nhắn nhủ ta cơ hội đều không có. Mà hết thảy này đều là sai lầm của ngươi quyết định chỗ tạo thành. Thủy thủ nham Ngươi ngu xuẩn hành vi sự chúng ta những này chàng trai tốt tử một người tiếp một người ngã xuống cái này chết tiệt toa thành lạnh như băng trên mặt đất. Ngươi, phụ vĩ đại con của biển đen đối với kỳ vọng của ngươi. Tại Henry sẹo lúc nói chuyện, Phương Sâm nham chú ý tới hắn trong ánh mắt tơ máu rậm rạp chằng chịt, động một nhìn về phía trên đều là điên cuồng quả cam màu đỏ, tự hồ ngay đồng tử đều không thể chứng kiến. Lại phối hợp hiện tại loại hoàn cảnh này, đương làm thật khiến cho người ta có một loại khủng hoảng cảm giác đến khi hắn cái kia dõng dạc đóng kêu đi ra nội dung tất bị hắn lựa chọn tính không đến xỉa. Đối với Phương Sâm Nham mà nói, từ lúc 130 giờ 09 phút trước cũng đã cân nhắc đến lúc này đối mặt loại tình huống này hơn nữa đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Phương Sâm Nham không sợ hãi chút nào cùng Henry sẹo nhìn nhau, bỗng nhiên giơ lên tay phải của mình, vương ngón trỏ chậm rãi nói: đối với ngươi chỉ trích ta không biết phủ nhận nhưng coi như là sắp bị trói lên đài hành hình người trên, cũng có được nói ra diên ngôn quyền lợi. Ta chỉ có một vấn đề, Henry, ta hy vọng ngươi có thể trả lời thành thật ta. Henry sẹo trên mặt cơ thể run rẩy một chút, hiển nhiên trạng huống thân thể của hắn tuyệt đối không có biểu hiện ra thoạt nhìn tốt như vậy, nhưng là phương xâm nham yêu cầu lại vô luận như thế nào đều là hợp tình hợp lý, hắn không thể cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, trừ phi là lập tức ra tay giết rơi trước mặt người này ngươi còn có lời gì muốn nói? Rất hiển nhiên, Henry sẹo trong lời nói yên nguyên có bạo tạc nổ tung bình thường phẫn nộ. Hắn đồng thời lần nữa lấy ra một túi rượu, ngửa đầu uống xong, cứ việc như vậy hội càng thêm làm cho não bộ thương thế chuyển biến xấu, nhưng lúc này Henry sẹo đã là bất chấp nhiều như vậy. Ngươi đã chỉ trích kế hoạch của ta là sai lầm, như vậy nếu như là lời của ngươi, ngươi sẽ ở tiếng vào tòa thành trước kia thế nào làm? Phương Sâm Nham trả lời giống nhau hắn một mực đều biểu hiện ra ngoài phong cách, cây độc, mau lẹ, hơn nữa thường thường đều là dùng tiến công để thay thế phòng thủ. Giống như là một cây đao tử trực chỉ mấu chốt của vấn đề chỗ. Henry sẹo lông mày lại nhíu, hắn ý thức được Phương Sâm Nham trong lời nói hiển nhiên có bảy rập, nhưng não chấn động di chứng kịch liệt đau nhất lại giống vô số cây kim tại trong lỗ tai đâm loạn tự như. Cùng loại này kịch liệt đau nhất làm đấu tranh hao phí hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực. Bất quá hiển nhiên Phương Sâm nham hỏi lên vấn đề có tương đương chăm chích, bởi vì người thường thường đều có một tương đối tâm lý. Đối với một ít có đại biểu tính nổi danh sự kiện, cơ hồ đại đa số mọi người hồi sinh ra, nếu như để ta làm chuyện này sẽ như thế nào, ý niệm trong đầu, hơn nữa còn có thể sẽ trầm mê hắn ở bên trong lấy được khoái cảm thuận tiện nói một câu đây cũng là xuyên việc lịch sử tiểu thuyết loại cuộc khởi căn bản tính nguyên nhân. Tại Henry sẹo bởi vì đau đầu mà do dự lập tức, một ít hải tặc đã bắt đầu dùng liên tiếp chửi bới cùng tiếng lóng đến trả lời phương xâm nham vấn đề. Người cái này cái trong đầu bò đầy dòi bọ ngu xuẩn, đương nhiên là mọi người tụ cùng một chỗ chậm rãi tìm tòi. Những kia giấu trong bóng đêm chụp một có ngọn, chúng ta hay dùng súng mát chốc đem bọn họ nội tạng cho đánh ra đến. Như vậy căn bản sẽ không phải chết phần nửa người, mà những kia thằng nhóc sẽ biết, đau của chúng ta cùng súng kiếp thậm chí so dây thừng cùng cánh buồm điều khiển càng tốt hơn bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Ngôn ngữ như đao Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Phương Sâm nham dùng lạnh lùng mà khinh bị ánh mắt quét mắt những này phẫn nộ hải tặc. tuy nhiên hắn vẫn không nói gì, nhưng toát ra đến chủng loại kia khinh miệt cùng chăm chọc lại biểu lộ không thể nghi ngờ, thẳng đến những này đám hải tặc tiếng chửi bậy đều đình chỉ về sau, Phương Sâm nham mới lạnh như băng nói, tôn kính các tiên sinh, các nữ sĩ, các ngươi đem tại đây trở thành địa phương nào? Luân Đôn phố Ốc Phót. Quán bar Ancho -Siles. Có lẽ hay là đã bị các ngươi làm mất thủy thủ trên thuyền buông. Phương Sâm nham bắn liên hồi tự như hỏi lại thoáng cái liền đem tất cả hải tặc tình cảm mãnh liệt cùng phẫn nộ đều bóp chết tại cùng Amidan làm hàng xóm chính là cái kia khí quan chính giữa. Nơi này là thành bảo Tujia chúng ta có thể dẫn theo dao găm cầm bó đuốc buộc lên khô quắt túi tiền chui vào bên trong. Đó là bởi vì bắt được suốt 70 năm mới xuất hiện một cái cơ hội thật tốt. Nếu như giống ngươi đám bọn họ ước mơ cái kia dạng, suốt hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ chậm rãi tìm tòi cái địa phương đáng chết này. Được rồi, ta thừa nhận cái này mỹ diệu kế hoạch khiến cho tính an toàn đề cao thật lớn. Nhưng thỉnh nói cho ta biết, các ngươi định dùng bao lâu thời gian để làm chuyện này? Một ngày hai ngày, có lẽ hay là một tuần. Cái này bị nguyên rủa tòa thành mỗi một cái phòng đều to đến giống một cái thế giới. Nói đến đây Phương Sâm nham thả chậm ngữ khí, dùng một loại khẳng định chăm chọc giọng điệu nói. Hai giờ, đúng vậy, hai giờ, hơn nửa này trong đó còn muốn kể cả chúng ta theo ông bạn già, chỉ Bell Scoop, xuất phát hơn nửa phản hồi lộ trình thượng tốn hao thời gian. Đây là chúng ta có thể tại thành bảo Tugia bên trong rừng cực hạn. Một khi chúng ta trong này dừng thời gian vượt qua cái này hạn độ, như vậy ta tin tưởng vững chắc, tại tòa thành cửa ra vào ngăn chặn chúng ta hoặc là chính là cưỡi cái kia thất ngựa yêu tôn quý huân tước đại nhân, hoặc là chính là ngọc trai đen thợ lái chính Jack Sparrow. Bọn hắn có lẽ sẽ để cho chúng ta rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết tất nhiên là bỏ vũ khí xuống cùng trên người hết thảy thứ đáng giá. Hiện tại, còn có ai cảm giác được cách làm của ta có vấn đề? Còn có ai? con mẹ nó dám đứng ra sao phương sâm nham nói đến đây trong mắt đã muốn bốc cháy lên một cỗ khó có thể hình dung táo bạo hỏa diễm hắn gào thét tại trống trải tòa thành hành lang gấp khúc chính giữa quanh quẩn một đám hùng hổ đám hải tặc trong lúc nhất thời đều có hai mặt nhìn nhau cảm giác đúng là tìm không ra lời nói đến phản bác lại càng cùng phương sâm nham cặp mắt kia vừa chạm vào tự độ lệch mở đi ra đúng là không dám tới đối mặt ghê tởm hơn chính là phương sâm nham lại ở phía sau ném ra ngoài hắn chuẩn bị đã lâu tâm lý lưỡi lê ngu xuẩn đám bọn họ tỉnh a các ngươi cho rằng lại tới đây tự tương đương với là ở đại anh quốc trong ngân hàng viết vài tờ giấy vỗ vỗ nữ nhân viên tạm thời bờ mông như vậy có thể nâng lên khoản tiền sao đến từ tại đây mỗi một khối bản anh thượng đều có được bị vẫy ra đi lên máu tươi cùng thê lương tru lên oan hồn nếu như nơi này là có thể đơn giản lao đến một số lớn tài phú thiên đường vì cái gì am man không đích thân đến được dẫn dẫn các ngươi làm cái này một vé ngươi ta mọi người kỳ thật đều tin tưởng biết rõ chỉ cần mang theo lớn tài phú trở về coi như là chúng ta bị chết chỉ còn một người vĩ đại con của biển đen cũng chỉ hội vui vẻ vô cùng nhưng chúng ta nếu như bảo trì ngay tóc đều không có bị đụng rơi đủ quân số trình độ tay không mà về như vậy ta muốn có rất nhiều mọi người sẽ bị hắn tươi sống treo cổ tại trên cột buồn. còn có ai cảm giác được ta có sai hay sao đứng ra, đứng ra a, à. đủ rồi, nhắm lại ngươi chết tiệt nọ miệng. Henry sẹo tiếng trống giận dữ làm Phương Sâm Nham tiếng ngay lập tức dừng lại. bất quá Phương Sâm Nham vẫn là vẻ mặt hầm hực bộ dáng, cái này vai kiên cự hán trong hai mắt tơ máu rậm rạp, trên mặt cơ không ngừng run rẩy, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. nếu như hắn không có bị chết tiệt nọ kịch liệt đau đầu tra tấn mà nói tin tưởng Henry sẹo còn đối với Phương Sâm Nham sắc bén ngôn từ có thể tiến hành hữu lực phản bác nhưng hiện tại hắn duy nhất có thể làm một chuyện chính là lại để cho cái này đến từ phương đông khỉ gia vàng nhắm lại cái kia trương chết tiệt miệng nhưng mà phương sâm nham cuối cùng cái kia mấy câu cũng đã tại tất cả mọi người trong nội tâm thực căn bản một loại nguy hiểm cảm xúc đã bắt đầu tại nơi này tiểu đoàn thể chính giữa lan tràn ra phương sâm nham lời nói có lẽ có chút ít nói qua suy đoán nhưng không thể phủ nhận là trong lời của hắn mặt nói thật chiếm cứ bảy tám tầng cảnh này khiến trong lời nói không thể nghi ngờ bằng thêm có một loại cùng nhiệt kích động lực, cái này cùng mị lực không quan hệ, chỉ là bởi vì hắn quá giỏi về bắt trong lòng người bầu không khí không lành mạnh. Hết lần này tới lần khác đám hải tặc trong lòng bầu không khí không lành mạnh thực sự tuyệt đối sẽ không thiếu thốn đi nơi nào. Cục diện một mảnh tĩnh mịch, nhưng lúc trước những này đám hải tặc đối với phương xâm nham phẫn nộ cùng căm thù đã muốn tối thiểu thiếu đi năm sáu thành, đương nhiên những này tức giận thực sự không phải là hư không tiêu thất rồi mà là bị Phương Sâm Nham thành công tái giá đến âm mang trên đầu. Trang diện một lần xuất hiện khó chịu nổi xấu hổ cùng trầm mặt, cuối cùng vẫn là Phương Sâm Nham dùng sức vuốt bàn tay khiến cái này đám hải tặc bắt đầu chuyển động. Tất cả vị tiên sinh, xem ra các ngươi thành công tìm được hơn nửa cướp sạch tòa ma quỷ cung điện bảo khố, nhưng cái này chỉ là thứ yếu, quan trọng là chúng ta có thể còn sống đem những vật này đưa địa phương an toàn hiện tại nâng lên đầu gối của các ngươi chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cái địa phương đáng chết này rất hiển nhiên phương xâm nham lần nữa cướp đoạt đang tại bị kịch liệt đau đầu tra tấn henry sẹo lợi kịch hắn ra lệnh thuận lý thành chương nhận được rồi đám hải tặc yên lặng tuần hoàng mà henry sẹo tắt chính là nhíu mày hắn theo phương xâm nham trên người ngửi được một cổ thập phần cảm giác nguy hiểm nếu nói là trước kia trên thuyền phương xâm nham còn giống như một bả tại trong vỏ dao găm như vậy mũi nhọn nội liễm mà nói như vậy hiện tại phương xâm nham giống như một tòa đã muốn phun trào núi lửa tại hướng lên trời không tùy ý phục lên qua gây mũi khói đặc cùng hỏa hồng nham thạch nóng chảy đợi trở lại trên thuyền lại thu thập ngươi henry sẹo mặt không biểu tình cương tự kềm chế ở sát ý về sau như thế muốn vô luận như thế nào hiện tại cũng không phải đối phó phương xâm nham thời cơ tốt cá nhân an nguy cùng ân oán nên vậy phóng tới một bên. Trước mắt việc cấp bách là đem những này đắt đỏ tài phú đưa đến am mang trên tay. Lúc này hắn thấy được tâm phúc của mình Charlie, cái này tại trong trí nhớ vốn đã muốn mất tích gia họa chính đứng ở bên cạnh nhếch môi nhìn mình cười ngây ngô đâu rồi, Henry sẹo trong nội tâm nóng lên, hắn đương nhiên cảm giác được bên người những này đáng chết mà tham lam hải tặc đã muốn cùng chính mình xuất hiện vết trách cùng khác nhau, hoàn toàn ở phía sau bên cạnh hắn tâm phúc lại cơ hồ đều tử thương thảm trọng, tại nơi này bấp bênh thời điểm không có gì so nhiều ra một cái có thể tính nhiệm gia hỏa rất tốt sự tình cái này lợi tin tức tốt khiến cho henry sẹo đầu đều không thế nào đau đớn hắn một tay lấy hải tặc Charlie giật tới vỗ vỗ cái mông của hắn dùng một loại quen có thô lỗ ngữ khí cười lớn nói ngươi cái này chết tiệt tạp chủng thoạt nhìn địa ngục cũng không chào đón ngươi a à. hải tặc Charlie ly hắc hắc cười thuần tây tự thói quen nhận lấy henry sẹo dẫn ra tại vũ khí trong tay tại henry sẹo bên người hắn một mực đều làm là loại này chuyện vặt nhưng henry sẹo hạ câu nói đầu tiên đưa hắn hỏi được nghẹn ở đúng rồi bọn hắn đều nói ngươi bị những kia màu đen chuột bắt lấy kéo vào đến mật đạo chính giữa ngươi là như thế nào đã bạo cái mông của bọn hắn sau đó trốn tới hay sao henry sẹo hỏi như vậy thứ nhất là muốn biểu hiện người của hắn anh dũng cùng năng lực thứ hai có lẽ hay là muốn mượn thành công đến đề thăng bỗng chốc bị phương sâm nham mấy câu tự chèn ép phải hạ sĩ khí tiếc nuối chính là hắn lại không để ý đến một chi tiết cứ việc hải tặc cha ly cùng phương sâm nham là kẻ trước người sau xuất hiện chiếc có thời gian kém nhưng là bọn hắn nhưng lại theo cùng một cái lối đi bên trong ra tới thật đáng tiếc tiên sinh hải tặc cha ly thật là có chút sợ hãi ngập ngừng nói đây là phải Henry sẹo tâm tình có chút bực bội rồi bắt đầu, bởi vậy không có lưu ý đến cái này thủ hạ khác thường, một cái tác vỗ vào đầu của hắn thường quát. Ta lần thứ một một nhắc nhở ngươi, cùng ta nói chuyện thời điểm thanh âm phóng lớn một chút. Đây là tiên sinh. Hải tặc Charlie bản năng nghiêm kêu lớn lên. Ta cùng Steven bị những kia chết tiệt dị giáo đồ bắt lấy về sau, đáng thương Steven ruột non bị bọn hắn sống sờ sờ túng ra đến bảy tám thước, cuối cùng kêu thảm chết đi ngay tại ta cũng vậy sắp tao ngộ đến cái kia bi thảm đáng sợ này vận mệnh, là thủy thủ trưởng. Thủy thủ trưởng ba chữ vừa mới nói ra miệng, hải tặc cha tự thấy được đi tại phía trước phương xâm nham làm như vô ý quay đầu lại thoáng nhìn, cái kia thoáng nhìn khiến cho hắn lập tức trí nhớ nổi lên hắn thân phận mới, bởi vậy chỉ có thể là lập tức rất bất đắc dĩ đổi giọng. Đây là chủ nhân đem ta theo cái kia ác mộng bình thường cảnh giới bên trong cứu vớt đi ra chủ nhân hai chữ này một lần tự hấp dẫn tất cả mọi người lỗ tai bất quá có người thì ngạc nhiên có người thì kinh ngạc có người nhưng lại phẫn nộ sau đó hải tặc cha tự lấy hắn trước sau như một tính lắp bắp lời nói nhanh chóng mà nói thuật trước kia phát sinh câu chuyện cuối cùng hắn nhún vai dùng một loại hơi một chút cũng không có nại giọng điệu nói ta rất may mắn có thể tại đáng sợ như vậy cục diện như vậy còn sống cho nên ta phải tuân thủ ta lời thề buông tha cho ta nửa đời sau tự do làm cứu rỗi nhân người hầu, cái này cũng hứa tự là vận mệnh của ta a, à, ai biết được. Lúc này, còn lại hải tặc cũng bắt đầu dùng một loại rất là đặc thù ánh mắt đánh giá phương sâm nham, tất cả mọi người hội hy vọng tại gần như tuyệt cảnh thời điểm có người liều lĩnh đến chỉnh cứu mình. Mà phương sâm nham tự làm như vậy, hơn nữa cứu vẫn là cũng không lớn thích hợp Henry sẹo thân tính. Cái này không thể nghi ngờ cho những này đám hải tặc một cái lòng dạ rộng lớn nhiệt tình vì lợi ích chung cảm giác. Nhưng mà đối với Henry sẹo mà nói, vừa mới hưng phấn một điểm tâm tình lập tức đã bị trượt rơi xuống đáy cốc. Cái loại này một quyền đánh tới không trung thậm chí là phản chấn trở về cảm giác phiền muộn phải hắn cơ hồ muốn nôn ra máu đi ra. Người liên can tiếp tục đi về phía trước qua, phương xâm nham đi ở đội ngũ hàng phía trước. Lúc này hắn đã muốn hiểu được trước kia chuyện gì xảy ra phân thành sáu tổ hải tặc giống là một đám tham lam chuột như vậy rất nhanh phân tán đến tòa thành tất cả hẻo lánh chính giữa, sau đó bởi vì các loại cơ quan cùng ma pháp mà tổn thất thảm trọng. Lúc này Henry sẹo lại đứng dậy, cái này như gấu bắt cực bình thường cường tráng người Viking bộc phát ra làm cho người thực lực khủng bố. Hắn đầu tiên xuất lĩnh lấy một đám thân tín thủ hạ cứu ra hai tổ còn sót lại hải tặc, sau đó tại chiến đấu chính giữa cố ý để cho chạy một gã thị vệ đen theo sau cước bộ của hắn tìm được rồi tòa thành tạng bảo khố. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 51 Cạm bẫy bằng máu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cứ việc tòa thành tàn bảo khố là một cái chắc chắn tuân lệnh ma quỷ đều tuyệt vọng địa phương, Henry sẹo uống xong một lọ trong truyền thuyết ma dược, dùng đơn giản nhất hơn nữa cũng phải thô bạo nhất phương thức mở ra cửa bảo khố đây cũng là phương xâm nham lúc trước cảm giác được cả tòa tòa thành đều run rẩy hai cái nguyên nhân căn bản lúc này cách cách thành bảo đại môn đã muốn không xa thậm chí con mắt cũng có thể chứng kiến từ bên ngoài truyền đến điểm một chút ánh lửa đám hải tặc cũng xuất hiện hưng phấn bạo động nhưng phương xâm nham lại bỗng nhiên cảm thấy một loại khó có thể hình dung nguy hiểm cái loại cảm giác này giống như là toàn thân đều bị ngâm tại bắc băng dương nước biển chính giữa ở phía sau Phương Sâm nham khóe mắt quét nhìn lại một lần nữa lưu ý đến bên cạnh tòa thành trên vách tường. Tại đây yên nguyên tuyên khắc đại lượng hoa văn, hơn nữa mới xuất hiện chủng loại kia như là do lần lượt chữ cái tạo thành hoa văn số lượng càng nhiều. Phương Sâm nham thậm chí lại dùng tay chạm đến một chút cái kia hoa văn, cảm giác được nếu không phải trong ấn tượng lạnh buốt mà là một loại ấm áp. Rất tiếp cận với nhân thể độ ấm. Chẳng lẽ những kia thủ vệ lấy máu mục đích là... Phương Sâm Nham trong nội tâm đã tuôn ra một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích, quay đầu lại quan sát tại đội ngũ cuối cùng cản phía sau Henry Sẹo, cái này cường tráng nam nhân trên đầu trọc mồ hôi tại bó đuốc hạ loè loẹ tỏa sáng. Đã có suốt nửa giờ đều không có tiến hành kịch liệt vận động, hắn trên óc vì cái gì còn có nhiều mồ hôi như vậy. Phương Sâm Nham khóe miệng bỗng nhiên trồi lên một vòng cười lạnh, hắn dừng bước lớn tiếng nói. Hãy nghe ta nói nếu như các ngươi còn muốn hưởng thụ rượu rum, ánh mặt trời, bãi cát, nữ nhân mà nói không thể càng đi về phía trước. Một đám hải tặc dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn xem hắn. Đi theo tại Henry sẹo tên hải tặc kia Sigma dùng một loại chế giễu giọng điệu nói. Ý của ngươi là muốn chúng ta trong chớp mắt về phía sau đi, sau đó tất cung tất kính đem tôn kính pho huân tước bảo tàng một lần nữa phóng trở về sau. Phương Sâm nham gấp giọng nói phía trước có cực lớn nguy hiểm, tin tưởng ta, ta cảm giác được. Chúng ta rời đi tòa tòa thành an toàn nhất phương thức không nên từ thang lầu, mà là từ không trung. Cứ việc tòa thành lầu 2 rất cao, nhưng ta muốn từ nơi ấy nhảy đi xuống nhất hậu quả nghiêm trọng chính là cho bắp chân cùng chân khỏa mang đến một ít thương tổn mà thôi. Sigma lúc này đã muốn đã trở thành Henry sẹo người phát ngôn, hắn lập tức tự chăm chích nói. Chúng ta đây liền đem pho nhỏ tiên sinh cất chứa để ở chỗ này. Phương Sâm Nham rất chân thành nói. Mọi người có thể cố gắng hướng trên người ước lượng thường một ít, sau đó đem thùng theo cửa sổ bỏ xuống đi. Ngươi đưa ra cái này đề nghị hội lại để cho chiến lợi phẩm của chúng ta rút lại ít nhất 50% đã ngoài. Sigma cười lạnh theo bên cạnh bảo rương chính giữa lấy ra một kiện đồ sứ. Nhìn xem cái này tinh mỹ Trung Quốc đồ sứ. Nó bóng loáng giống như là hài nhi da thịt, bắt đầu vuốt ve cảm giác giống như là đang tại đụng vào 16 tuổi xử nữ điểm yếu. Nó tại Đại Anh quốc bất kỳ một cái nào quý tộc ở đâu đều giá trị năm vạn bản anh, nhưng dù là theo nửa xích cao địa phương rơi xuống cũng sẽ xử nó biến thành đầy đất mảnh nhỏ không đáng một đồng. Lúc này, Henry sẹo có chút ho khan một tiếng, hắn cũng không phải bởi vì cuốn họng ngứa mà ho ra một tiếng này, mà chỉ là muốn đem tất cả chú ý hấp thụ đến trên người của mình đến. Chúng ta đi về phía trước vô luận ngăn tại trước mặt chúng ta chính là thượng đế cùng ma quỷ, đều bị giẫm đạp tại dưới chân của chúng ta. Rất tốt, quả nhiên vì dựng nên uy vọng bác bỏ ta. Phương xâm nham trong lòng hơi than thở nhẹ, biểu hiện ra nhưng lại trạm ngay tại chỗ, hắn có vẻ có chút bất lực dơ nhất tay, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lòng nóng như lửa đốt đám hải tặc ào ào theo bên cạnh của hắn tuôn ra qua. Mà ngay cả cái kia người hầu Charlie cũng cao hứng bừng bừng liền xông ra ngoài, bất quá cũng may hắn chạy ra hơn 10 mét về sau cuối cùng nhớ tới phương xâm nham cái này người chủ nhân, lại đảo trở về tìm hắn. Lúc này phương xâm nham có vẻ đặc biệt vô lực, đương nhiên còn có cô độc, giống như là một khối tại hải triều chính giữa cô độc đứng sừng sững đá ngầm. Nhưng mọi người thường thường đều quên, hải triều rất nhanh sẽ lui bước, mà đá ngầm lại chắc chắn sừng sững ngàn năm vạn năm. Đám hải tặc nhìn xem tòa thành chỗ cửa lớn lộ ra quan mang, trong mắt cũng không nhưng ngăn chặn xuất hiện hy vọng cùng cùng nhiệt, tại nơi này chết tiệt hắc ám khủng bố trong thành bảo mặt ngẩn đến quá lâu bọn hắn, đã muốn không thể chờ đợi được muốn đắm chìm trong quen thuộc mà thân thiết trong gió biển. Bọn hắn mặc dù đã là tình trạng kiệt sức, thực sự bước nhanh hơn, không ai hồi hướng đứng ở phía sau phương trên bậc thang phương xâm nham nhìn lên liếc. Không ai nghĩ đến, bọn hắn đã muốn ngã rơi vào rồi một cái cự đại bẫy rập chính giữa. Phương xâm nham khẽ lắc đầu, lui về phía sau mấy bước, cảm giác của hắn đã bắt đầu báo động trước. Trên thực tế Phương Sâm Nham từ nhỏ tự có được rất mạnh năng lực phân tích cùng kín đáo tâm tư, nếu không không có khả năng tại 17-18 tuổi người khác có lẽ hay là kiến tập thủy thủ thời điểm, tự cơ hồ bỏ tới phó nhì trên vị trí. Nhưng loại này cường đại bố cục năng lực cũng không phải vạn năng, nó nhược điểm lớn nhất, chính là cần sung túc tư duy suy luận thời gian cùng cũng đủ tương quan tư liệu. Tại hiện thực thế giới chính giữa, đại tứ thúc sự tình có thể nói là hoàn toàn biến khởi thiết cận ở giữa có chuyện xảy ra, cho phương xâm nham bao nhiêu giảm sóc thời gian. Y theo phương xâm Nham ngay lúc đó năng lực mà nói, muốn bố trí một cái làm chết hoa sam phi ván có không có khả năng? Có. Nhưng ít ra phải cho hắn một năm thời gian đến bắt tay vào làm chuẩn bị các hạng công việc. Nói được trực tiếp một điểm, tại lúc ấy loại tình huống đó hạ, không bột đố gột nên hồ là duy nhất giải thích hợp lý mà tiến vào Terminato thế giới chính giữa sau, mới vào không gian phương xâm nhằm lại càng muốn đối mặt đủ loại trùng kích. Trong chuyện này muốn kể cả mới vào không gian là lẫm cảm giác, đối không trung các loại quy tắc quen thuộc nắm giữ, đối với chính mình có được lực lượng quen thuộc. Hắn là người không phải thần, như hắn tại hoàn cảnh như vậy hạ còn có thể bố cục, cái kia duy nhất kết cục chính là đem mình cũng cho bố đi vào. Chỉ có đến bản trong thế giới, phương xâm nham loại này bẩm sinh kiệt xuất năng lực mới bắt đầu bày ra. Đầu tiên hắn có đầy đủ thời gian, đi vào lại là hắn tương đối mà nói tương đối quen thuộc biển Caribe thế giới, hơn nữa lại ở mọi phương diện đều nắm giữ sung túc tư liệu, những tài liệu này kể cả không giới hạn trong không gian quy tắc, thế giới bối cảnh, động sát thu hoạch phải tư liệu đợi chút, có thể nói là các loại nhân tố có đủ hắn lúc này mới có thể bắt đầu phát triển hiện năng lực của mình. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại mà nói hắn bố cục yên nguyên vẫn có một ít lỗ thủng, may mắn chính là thoạt nhìn nữ thần may mắn lúc này đây lọt mắt xanh hắn mới khiến cho loại này cục diện không có bị phá hư mà là có thể rất tốt duy trì đi xuống. Ngay tại tất cả hải tặc cũng bắt đầu tiếp cận đại môn thời điểm trong không khí bỗng nhiên nhiều hơn một chủng rất nhỏ nhưng là kỳ lạ thanh âm. Thanh âm này giống như là sắp khô suối nước tróc trách lại phản phất như sơi tái lá dâu nhỏ vụn tại trong hắt ám ẩn ẩn có đồ vật gì đó giảng ra bình thường. Sau đó Henry sẹo lông mày nhảy dựng hắn lập tức dừng bước, nhưng tòa thành trước cổng chính khổng lồ bằng đá sàn nhà cũng đã theo dưới lên trên đột nhiên phản quay vòng lên, giống như là một đạo tường cao như vậy đột ngột đứng sững ở tất cả mọi người trước mặt. Phiến đá thường dùng cực lớn đinh sắt đinh ở hai người, hai người kia gương mặt là tất cả hải tặc đều tương đương quen thuộc. Đúng là bị nhóm đầu tiên sai phái tới nhân viên hoa tiêu chát lơ cùng dùng để kiềm chế phương xâm nham mát mù loà, nhưng lúc này hai người kia đều toàn thân trần trụi bị sóng sờ sờ đính tại cực lớn màu đen phiến đá thượng, cũng không biết là chết hay sống, lõa lồ bên ngoài da thịt có một loại nói không nên lời tái nhật, thoạt nhìn tất cả huyết dịch đều bị khô. Lập tức đại đa số mọi người kinh loạn cả lên, có bắt đầu lớn tiếng kêu to, có ý định trước đi cứu người, có tắc chính là nghĩ tới phương xâm nham lời nói rút đi. Vốn chỉnh tề trận hình tán loạn thành một bầy đầy rối, tại tất cả hải tặc đều vì chi hỗn loạn, cảm giác được kinh hãi thời điểm, trong không khí lần nữa vang lên, sụp đổ một tiếng vang nhỏ. Thanh âm này mờ mờ phải coi như phố xá sầm uất bên trong một tiếng rên rỉ, nếu không phải cẩn thận lắng nghe hơn nữa phân biệt, căn bản là cảm thấy không đến sự hiện hữu của nó, nhưng là một khi phát giác thời điểm, đã là gần trong gan tất. Đó là mũi tên xẹt qua không khí chính là tiếng vang. Căn cứ phương xâm nhâm nhìn ra, cái kia theo bốn phương tám hướng bắn ra mũi tên sơ tốc độ có thể đạt tới 100 mét dây đã ngoài, tương đương với theo 60 tầng lầu rơi xuống đinh ốc, hoặc là ném tốc độ mỗi giờ 200 nhiều km tảng đá. Tốc độ như vậy sinh ra lực phá hoại dị thường kinh người, tại 100 m trong mà ngay cả đạt tới ngón út độ dày bình thường bản giáp cũng vô pháp ngăn cản cái loại này uy lực cường đại. Huống chi là những này tình trạng kiệt sức hải tặc. Bén nhọn thanh âm tùy ý minh hưởng qua, những này mũi tên trên không trung cao tốc xoay tròn lấy, cuối cùng ném ra một đuôi màu xanh lân quang, theo chiều dài cùng chế thức đến xem, nên vậy thuộc về rất là thịnh hành tiễn gốc thép. Đây là dùng cây gỗ gọt chế thành mũi tên thân, ba thiết một nai cần tỷ lệ chế tạo mũi tên, là trường cung in lân tay chế thức trang bị. Bốn phương tám hướng tòa thành trên vách tường có từng bước từng bước rất không thấy được lỗ nhỏ, cho dù là ban ngày không chú ý lời nói cũng rất khó phát giác mũi tên chính là từ bên trong này bắn ra, còn thừa xuống lỗ thủng giống như là một chỉ một chỉ bị khoét mất con mắt thật sâu hốc mắt tại oán độc chăm chú nhìn hết thảy. Những kia đứng trong đại sảnh ương hải tặc như là bị bắt cắt lúa mạch như vậy, ào ào ngã xuống, tại nơi này sống chết trước mắt, cũng không có ai dám ở trên thực lực tàn tư. Rất hiển nhiên Henry sẹo người chung quanh thực lực rõ ràng đều cường ra một mảng lớn. Nhất là lúc trước đi ra hoài nghi phương xâm nham tên hải tặc kia Sigma, tại thời khắc này biểu hiện ra làm cho người sợ hãi tháng phục thực lực. Hắn tại trước tiên tự trở tay rút ra bên hông mình thủy thủ đao, dao găm thượng bổ sung qua lam sắc quang mang, dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay ngay bổ ra ba đao, sống sờ sờ đem ba mũi tên cho chém bay, đón lấy lại càng dùng không qua tay trái móc ra bên hông súng mát chốc, oanh bay rồi hai chi bắn về phía Henry sợ mũi tên dài. Nhưng hắn kiệt xuất biểu hiện cũng đưa tới những kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân chiếu cố ngay tại màu lam nhạt khói thuốc súng chưa tan hết thời điểm, tòa thành trên vách tường hoa văn liền bỗng nhiên tránh sáng lên một cái, phương xâm nham vào lúc đó đều cảm thấy lớn lao nguy hiểm, trên mu bàn tay tóc gáy đều một căn một căn dựng đứng bắt đầu, bởi vậy lập tức trốn được che đậy vật đằng sau. Cùng lúc đó, theo tòa thành trên tường đá một chỗ trống rỗng chính giữa đột nhiên lần nữa chảy ra ra một đạo thê lương vô cùng quan mang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Chạy trốn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tia sáng này lúc ban đầu xuất hiện thời điểm là chính thanh âm không phát ra hơi thở, nhưng theo nó gia tốc tắc chính là trên không trung phát ra thê lương vô cùng tiếu tiếng kêu, sau đó trên không trung tắc chính là công công hiện lên một cái hình trứng quỷ tích nhiễu xạ tới. Mục tiêu đương nhiên đó là hải tặc Sigma, nó nơi đi qua đem trong không khí bụi bậm đều cuốn ra một cái trống rỗng, Sigma ma một đao chém ra nhưng lại hào không hiệu quả, kết cục liền là cổ họng của hắn thượng bị cái kia hào quan sống sờ sờ xuyên ra một cái động lớn. Ở đằng kia hào quan phá hầu ra nháy mắt, phương xâm nham thậm chí có thể thông qua mũi tên phá ra chỗ trống, tại máu tươi chưa bành trướng lúc thức dậy rõ ràng sau khi thấy được mặt cảnh vật. Cứ việc đã muốn lướt cướp đi một cái tánh mạng con người, nhưng cái này phá hầu một kích như thế không chỉ có không suy, càng được cho chính sức lực, tại Sigma ma hai mắt khó có thể tin nộ lội. Ít hầu vết thương máu tươi lăn tuôn ra thời điểm, lại sống một tiếng xạ kích phá sau này tên kia hải tặc lòng ngực, đem cả người hắn đều đánh trúng nửa bay lên. Ba, một tiếng sinh sinh đánh vào đằng sau tòa thành trên tường đá, nhúm máu thi thể lại giảm bớt chảy xuống, phản phất tại đây tòa cổ xưa tòa. Thành trên vách tường vẫy mực ra một đoàn thê lương vết máu. Đại khái là bởi vì đầu kịch liệt đau nhất làm tầm trọng thêm quan hệ, Henry sẹo phản ứng một mực đều có vẻ tương đương trì độn, mà hắn khôi ngô thân hình cũng đưa đến tất nhiên đụng phải lợi tiễn xạ kích tỷ lệ tăng lớn. Nhưng những này lợi tiễn đối với còn lại hải tặc mà nói là trí mạng công kích, nhưng đối với tại Henry sẹo cái này kiếp này mệnh giá trị ít nhất cao tới 1.300 điểm, lực phòng ngự ít nhất, điểm quái vật mà nói, lợi tiễn vào thịt cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành thương thế nghiêm trọng, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn toàn thân trúng năm sáu mũi tên, mũi tên thân chui vào thân thể một xích có thừa, lộ ở bên ngoài đuôi tên vẫn tại quát người rung động qua. Lúc này Henry sẹo mới phản phất là như ở trong mộng mới tỉnh, hắn thở gấp cờ khí ngẩng đầu lên, theo Sigma nơi cổ họng bắn ra tiên huyết lại vừa vặn chiếu vào cái này vai kiên đại trên mặt của hắn. Tại đây lập tức, Henry sẹo hai con mắt giống như sung huyết bình thường kịch liệt đỏ lên. Trên người của hắn cây đầy áo vải phục tại lập tức bị phồng lên cơ thể trực tiếp nứt vỡ, bạo bể từng mảnh hồ điệp, thậm chí bắn vào trong cơ thể mũi tên dài đều bị sóng sờ sờ đè ép đi ra một giai đoạn mà xa xa ẩn thân tại an toàn khu phương xâm nham trên cánh tay long tơ đều dựng đứng bắt đầu trong nháy mắt này hắn cảm giác được dùng henry sẹo làm trung tâm phản phất tạo thành một cái hắc động thật lớn tất cả không khí đều ở hướng về trung tâm khu vực bị hấp thụ đi vào phương xâm nham đồng tử tại đây lập tức cũng theo đó co rút lại hắn đã muốn mẫn cảm ý thức được một sự kiện mình ở nửa giờ bỏ lỡ một hồi trò hay, nhưng hiện tại diễn viên chính Henry tiên sinh tự hộ có biểu diễn tập tiếp theo, tuy nhiên hắn thoạt nhìn sẽ được mà trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Henry sẹo thật sâu hấp khí. Động tác này sự cổ của hắn cùng trên đầu tỉnh mạch mạch máu đều giống như màu xanh xà như vậy bành trướng lên, sung mãn tơ máu hai mắt cũng lội ra hốc mắt tiếp cận 2 cm. Mà theo hắn hấp khí động tác, lúc ban đầu là miệng, sau đó là cổ họng bộ vị đều khủng bố bành trướng lên, giống như là trong mồm bị cưỡng ép nhét vào một cái bóng rổ tự như. Cảm giác như vậy làm bên cạnh phương xâm nham liên tưởng đến cốc loại sinh vật này. Mà cái kia bành trướng bộ vị bắt đầu nhanh chóng dời xuống, tại Henry sẹo toàn thân đều du đãng một phen sau, đi tới trên tay phải của hắn. Cảnh này khiến Henry sẹo tay phải bành trướng ra một loại cùng bản thể đều hào không tương xứng dị dạng. Sau đó Henry sẹo vung tay nặng nề dơ lên nắm tay phải đánh đánh vào trước mặt trên sàn nhà. Cùng lúc đó, hắn toàn thân bị bắn vào đầu mũi tên đều nghịch hướng phi đạn đi ra, mang theo huyết nhục thưa thất ngã rơi trên mặt đất. Chỉ có thân thể của hắn mặt ngoài nhạt màu bạc nhạt hào quang yên nguyên tồn tại. Tại nắm tay quả đấm cùng cứng trắng sàn nhà tiếp xúc lập tức, có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn cực lớn cánh tay phải lập tức khôi phục bình thường, mà trước mặt mặt đất đúng là quỷ dị lồi ra một khối lớn, hơn nữa nhanh chóng hướng về xa xa hắc ác ám kéo dài đưa tới. Thoạt nhìn như phản phất là Henry sẹo thật sâu hấp cái kia một hơi trong thân thể xoay quanh về sau, bị cường thế vô cùng rót vào đại địa chính giữa. Cơ thể bạo tạc nổ tung. Cả tòa thành lần nữa đã xảy ra kịch liệt chấn động. Có thể cảm giác được rõ ràng nó căn bản chủ thể đều ở làm qua khó có thể hình dung run rẩy. Cùng lúc đó, theo bên phải thạch bích bắn ra lợi tiễn trong lỗ thủng tiêu bắn ra vài cổ huyết thủy, cái kia huyết thủy phản phất là bị đè ép sau phun ra đến tự như, tung tóe rơi trên mặt đất suy suy có tiếng, còn có thể lờ mờ phân biệt ra được bên trong có cơ thể tổ chức các loại gì đó. Hiển nhiên từ một nơi bí mật gần đó khống chế cơ quan mấy cái địch nhân đã bị cực lớn quyền lực sống sờ sờ lách vào đánh chết. Nhưng cùng lúc đó, Henry sẹo toàn thân cũng phát ra một loại kỳ quái tiếng vang, nghe tự như ướt nhẹp bị đơn bị uống éo quấy, sau đó không chịu nổi gánh nặng triệt để xé rách thanh âm sau đó hắn cứ như vậy mặt hướng hạ ầm ầm té xuống, phản phất một tòa núi lớn triệt để đã xảy ra sụp đổ như vậy. Ngã xuống mặt đất thường Henry sẹo thân thể vẫn còn làm qua không quy tắc trung rẩy, thân thể của hắn toàn diện xuất hiện đại đoàn đại đoàn tím xanh hiện tượng, nếu như phương xâm nham có đủ nhất định y thuật thưởng thức mà nói như vậy có thể được tra trở xuống chuẩn xác chẩn đoán bệnh kết quả. Bệnh tình Toàn thân tính trọng độ cơ thể xé rách Nguyên nhân bệnh mệt nhọc làm cho cơ tính giảm xuống. Cứ việc Henry sẹo lần nữa thi triển ra sự cường đại của mình năng lực, nhất cử đem âm thầm điều khiển cơ quan địch nhân đánh gục, nhưng trước đó đám hải tặc đã là tử thương bừa bộn, bọn hắn vốn còn lại người cũng chỉ có hơn 20 người, trước đây lúc trước một vòng đáng sợ bắn chụm mặt cũng, lập tức sẽ chết rồi nhất thời nửa khắc người, còn thừa súng cũng là cái mang thương. Đáng nhắc tới chính là hải tặc Charlie cứ việc cũng phải theo sau Henry sẹo xong về trước, lại phi thường may mắn chỉ là cánh tay trúng một mũi tên mà thôi. Đại khái là thực lực của hắn quá nước không ai muốn tận lực đối phó hắn nguyên nhân. Dưới tình huống như thế, duy nhất coi như hoàn hảo Phương Sâm Nham cũng không có nhảy ra cười nhạo bọn hắn nói ra như là đáng đời các ngươi không nghe ta khuyên cáo lời nói, mà là yên lặng theo nơi an toàn đi ra, vì hết thảy mọi người khỏa tổn thương, cầm máu thuận tiện cho người bị chết sửa sang lại dung nhan. Không hề nghi ngờ, Phương Sâm Nham làm xong những chuyện này về sau hắn tuy nhiên không nói lời gì phải có được còn thừa xuống bảy tám cái hải tặc nhất trí ủng hộ. Đương nhiên đây cũng cùng Henry sẹo trầm mặt có quan hệ. Cứ việc lúc này bọn hắn cách cách thành bảo đại môn đã muốn chỉ có chính là hơn 10 m xa, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía đại môn trong mắt đều tràn đầy sợ hãi. Thẳng đến phương sâm nham dẫn đầu nâng lên một chỉ thùng đi về hướng xuất khẩu. Hiện tại nên vậy an toàn. Phương sâm nham dùng khẳng định ngữ khí nói bắt đầu bị giết rơi mấy tên kia là cái này thành bảo chính giữa cuối cùng thủ vệ lực lượng. Bọn hắn nếu là điều khiển cơ quan người có thể nhiều ra mấy cái, như vậy các ngươi một cái đều sống không được đến. Tại phương xâm nham dưới sự dẫn dắt, còn lại hải tặc trốt cục mang theo năm rương nặng trịch tài bảo trốn thoát. Mà Henry sẹo tắc chính là có lẽ hay là do hai người dắt díu lấy, thất tha thất thểu rời đi thành bảo tu à, hắn nhìn xem phương xâm nham ánh mắt tương đương phức tạp, cuối cùng vẫn là thở dài đi theo tại phương xâm nham sau lưng. Bọn hắn rời đi không đến 10 phút phút sau, lại một chi hải tặc đội ngũ tự điên cuồng xông vào tòa thành bắt đầu cướp sạch bắt đầu. Nếu là phương xâm nham bọn hắn muộn đi nửa bước mà nói như vậy không hề nghi ngờ song phương đem phát sinh cực kỳ thảm thiết xung đột. Lúc này trên mặt biển loạn thành một đoàn, hừng hực chiến hỏa nhùm đỏ cả bầu trời đêm chính giữa. Rất hiển nhiên, dùng cảng Tu Gia giàu có và đông đúc vì đạo hỏa tác đại lượng hải tặc tại cướp bóc chính giữa đã xảy ra hỗn chiến, có lẽ là nào đó hải tặc chiến lợi phẩm bị thưởng, có lẽ là cùng một chỗ bình thường phải không thể lại bình thường khóe miệng, liền dẫn phát rồi một hồi đại hỗn chiến cùng bạo loạn. Đợi cho bọn này hải tặc thật vất vả mệt mỏi không kịp thở đuổi tới trước đó ước định tiếp ứng địa điểm, lại phát giác vị trí kia tuyệt hảo cản chính giữa đã muốn giấy lên đại hỏa, tiếp ứng bọn hắn xà lan bị những kia không khống chế được hải tặc dùng để trở thành cho hải giận công cụ mà trước kia tại đội ngũ chính giữa mang theo khói lửa liên lạc tín hiệu hải tặc tuy nhiên khoảng chừng ba người lại một cái cũng không còn có thể còn sống sót cũng may trời không tuyệt đường người bằng vào đối với địa lý quen thuộc bọn này hải tặc đi phụ cận có thể dùng thuyền cảng chính giữa tìm tìm rõ ràng kinh hỷ phát hiện một con thuyền loại nhỏ nhanh thuyền buồm bỏ neo ở chỗ này trên xuống lưu thủ cũng hiển nhiên là hải tặc chỉ vẹn vẹn có mười mấy người hơn nữa đều là chút ít người già yếu xem ra cũng phải dùng để tiếp ứng trên bờ đồng lõa. Scoop những cái thứ này đều là chọn lựa ra đến tinh nhuệ hung ác chi đồ, cứ việc người trên thân người mang thương, nhưng tốt xấu lúc này cũng khôi phục một ít tinh lực, lập tức tại phương xâm nham cái này mũi tên nhân vật dưới sự dẫn dắt, một loạt mà thượng tướng trên thuyền lưu thủ hải tặc loạn đau đập mạnh trở mình, thuận lợi chiếm trước cái này chiếc dài gần 15 thước đơn cột buồn thuyền buồn. Cứ việc phương xâm nham bọn hắn lúc này cũng tạm thời an toàn, nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng phải lửa xém lông mày. Trước mắt còn sống sót hải tặc miễn cưỡng có thể đem cái này chiếc thuyền buồn thúc đẩy, bất quá nếu là còn muốn tác chiến tự vệ cũng cũng đừng có muốn, đổi mà nói chi, một khi tại trên biển gặp được địch thuyền, như vậy cơ hội chính là chờ chết phần. Nhìn xem lúc này đã muốn loạn thành hỗn loạn mặt biển, cứ việc tất cả mọi người biết rõ Linh Phong cùng chén rượu số tựu tại phương Tây Mười Hải Lý nơi, cũng không có ai có lá gan nói phải đi thẳng tắp đi đi qua, có người đề nghị nói phái người đi ra ngoài thông tri Amman tới đón ứng chính mình đoàn người, nhưng một nói đến đây cái đi báo tin người chọn lựa tự đã thành cư miệng hồ lô, ai cũng biết ở phía sau dùng tổn thương mỏi mệt thân xuyên qua hỗn loạn cảng gia là cái gì kết cục. Trải qua một phen thảo luận về sau, Phương Sâm Nham đề nghị một đầu theo đảo nhỏ bắt đảo quan co vòng về tuyến đường. Làm như vậy hậu quả là trở về thời gian bị kéo dài dài đến nửa giờ đã ngoài, nhưng tính an toàn ít nhất tăng lên 80% bởi vì có tòa thành xuất khẩu cái kia một lần thảm thiết vô cùng vết xe đổ, cho nên phản đối phương xâm nham đề nghị thanh âm xem xét lưu, hơn nữa rất nhanh nhận được rồi dẹp loạn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Lộ ra răng nanh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phương xâm nham lúc này cũng coi là bị thương nhẹ nhất một người, cho nên hắn dẫn đầu dò xét một lần trên thuyền, sau đó mới đem nhân thủ phân tán đến đội thuyền các nơi. Lại để cho người đem Henry sẹo nâng vào phía dưới buồng nhỏ trên tàu chính giữa, cứ việc buồng nhỏ trên tàu chính giữa chỉ đốt một cây nến, ánh sáng cũng có vẻ tương đương yếu ớt lờ mờ, bất quá dụng để chiếu sáng có lẽ hay là vậy là đủ rồi, ngọn nến này có lẽ hay là phương xâm nham tự tay thắp sáng. Mà đối với đầu nhận lấy cực lớn bị thương Henry sẹo mà nói, yếu ớt ngọn đèn ngược lại làm hắn càng thêm thư thích, cũng không còn rất muốn tựu nằm nằm đến bên cạnh trên giường đi bất quá tại nằm xuống về sau hắn còn kiên trì muốn đem còn thừa xuống bốn khẩu giá trị trân quý nhất thùng đem đến bên cạnh thuận tiện đem tráng kiện đùi phải khoác lên trên mặt rất hiển nhiên là đối với tất cả mọi người không lớn yên tâm cuối cùng còn phịch một tiếng gắt gao đóng lại cửa khoang đội thuyền tại tiếng sóng biển trung dọc theo đường ven biển không tiếng động chạy qua đối với thời đại này mà nói như vậy suốt đêm đi nhưng thật ra là tương đương nguy hiểm hơi chút không chú ý tựu sẽ đụng phải bên cạnh bờ đá ngầm làm cho thuyền hủy người vong thảm kịch phương sâm nham súc đứng ở mũi thuyền không tiếng động nhìn về phía xa xa hắc ám bên cạnh vài tên hải tặc dùng một loại kính sợ khâm phục ánh mắt nhìn qua hắn trải qua lúc trước cái kia một loạt sự kiện về sau đã không có người dám không tiếp tục xem phương sâm nham nửa câu lời nói bởi vì những kia có can đảm nghi vấn người của hắn không sai biệt lắm cũng đã chết hết bỗng nhiên phương sâm nham xoay đầu lại ánh mắt nhìn quét qua chung quanh cái kia chút ít hải tặc. Trong ánh mắt hắn mang theo nói không nên lời bén nhọn cảm giác, có thể đạt được chỗ cái kia vài tên hải tặc lõa lộ bên ngoài da thịt rõ ràng đều có một loại có chút đau đớn, như phản phất là lưỡi dao sắc bén mũi nhọn nhẹ nhàng điểm tại trên da thịt như vậy. Ta vừa mới nhìn, trên thuyền này còn có một khung cứu sống thuyền nhỏ, ta quyết định rời đi. Phương Sâm Nham bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn không lớn, cũng tại ngưng trọng trung toát ra một loại chân thật đáng tin kiên quyết. Chúc các vị vận may. Bên cạnh Hải Tặc lập tức ngạc nhiên, mà Charlie lại càng phản ứng kịch liệt, trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì? Chủ nhân, chúng ta đã muốn an toàn. Cái kia chết tiệt tòa thành đã tại 6 hải lý bên ngoài, nhiều lắm là tiếp qua 15 phút, chúng ta có thể trở lại trên Beskup. Mà Aman đại nhân gần đây đều là cái thưởng phạt phân minh người đợi đợi chúng ta chính là hoang hô, ban thưởng, rượu ngon cùng nướng đến vàng ống ánh im gà. Vì cái gì ngài sẽ có như vậy không hợp thói thường ý niệm trong đầu đâu này. Phương xăm nham lạnh lùng nói. Charlie, ngươi gọi phải lớn hơn nữa thanh âm Henry sẹo cũng nghe không được, buồn nhỏ trên tàu cách âm hiệu quả rất tốt, tăng thêm sóng gió thanh âm cũng không nhỏ, tại leo lên Bell School trước kia, đợi đợi chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ có hoang hô. bất quá kế tiếp nên đón nên là như vậy giao găm, chì đạn cùng nước biển hắn nhìn chung quanh toàn trường nhìn thấy tất cả hải tặc trên mặt đều lộ ra không tin thần sắc còn có mấy người há miệng muốn nói phương sâm nham nhưng lại trước một bước lắc đầu cười khổ nói ta biết rõ các ngươi không tin phán đoán của ta bất quá không quan hệ loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên đã xảy ra phương sâm nham những lời này nhưng lại có chứa mãnh liệt tâm lý ám chỉ hắn một nói ra bọn này hải tặc lập tức liền nghĩ đến tòa thành cửa ra vào cái kia một hồi khủng bố đến có thể nói cùng hung cực ác mưa tên đều kìm lòng không được đánh cho cái rùng mình có thậm chí còn nhìn không được sờ lên trên người mặc dù trải qua băng bó vẫn còn ồ ồ chảy ra máu tươi miệng vết thương vốn là trong lòng kiên định tín niệm cũng lộ ra một tia khe hở chỉ có cha lắc đầu liên tục nói không có khả năng không có khả năng thuyền trưởng tuyệt đối không phải loại người như vậy Phương Sâm Nham trên mặt lộ ra khinh miệt vui vẻ nói: Ly tiên sinh, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề." Chà Ly có chút ngạc nhiên nói: "Chủ nhân ngươi muốn nói cái gì?" Phương Sâm Nham nhàn nhạt nói: "Ngươi làm hải tặc mục đích cuối cùng nhất là cái gì?" Chà Ly lập tức có chút mờ mịt, nghĩ nghĩ mới hồi đáp: "Đương nhiên là đoạt tiền nhiều hơn." Phương Sâm Nham khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói: ngươi đoạt nhiều tiền như vậy làm cái gì đấy uống rượu đánh bạc sau đó thì sao sau đó charlie có chút do dự nói hẳn là tìm nữ nhân kết hôn a à? đúng phương sâm nham vương ngón trỏ nói ngươi nói đến sự tình trọng điểm cuối cùng nhất ngươi có lẽ hay là muốn tìm nữ nhân kết hôn sau đó nối dõi tông đường nhưng mà ngươi có thể làm hải tặc tương lai của ngươi lão bà cũng cùng ngươi làm hải tặc con của ngươi đâu này cũng ý định làm cho bọn họ làm tùy thời đều bị treo cổ hoặc là tán thân biến cả hải tặc ngươi hy vọng ngươi hậu đại cũng cùng ngươi đồng dạng mỗi ngày tại rượu rung chính giữa say không còn biết gì tại trong quán đánh bạc dùng hết cuối cùng một cái đồng penny hoặc là biến thành tùy thời sẽ bị băm rơi tay ăn trộm hoặc là trở thành ngàn người cưỡi vạn người áp kỹ nữ nói cho ta biết đây là ngươi muốn cuộc sống sao lớn tiếng nói cho ta biết. Cha li tiên sinh. Đối mặt Phương Sâm nham chất vấn, Cha Ly ngẩn người tại chỗ, mà còn lại hải tặc trong mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Phương Sâm nham khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết ẩn giấu ở trong lòng mục đích cuối cùng nhất a, à, từng hải tặc đều hy vọng lao đến cũng đủ tiền sau đó rửa tay không làm, tại ở nông thôn mua chút ít đất lấy cái lão bà vượt qua an bình giàu có cuộc sống, cuối tuần chủ nhật thời điểm đến điểm rượu đỏ bò bít tết, ngay các ngươi những này chết tiệt ngu xuẩn đều chờ mong cuộc sống. A à man người này chẳng lẽ tự cũng không ước mơ sao? Hoặc là các ngươi cho là hắn tự nguyện ý như vậy đương làm cả đời chết tiệt thuyền trưởng hải tặc. Một đám hải tặc nhìn nhau, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn hắn đã muốn đoán được phương xâm nham kế tiếp hội nói cái gì. Hiện tại, đúng là hiện tại nếu như chúng ta đem cái này một số lớn ngay ma quỷ cũng sẽ ganh tị phải trồng mắt rơi ra tới bảo tàng đưa đến vĩ đại con của biển đen trên tay, như vậy hết thảy điều kiện đều thành thục, hắn có cũng đủ tài phú đến trả tiền nữ vương cái kia lão kỹ nữ yêu cầu chuộc tội khoản tiền, cho dù là còn lại tài phú hắn cũng có thể mua kế tiếp loại nhỏ tòa thành cùng phụ cận đất trống. Dưới loại tình huống này, các vị, thỉnh dù là dùng các ngươi đến suy nghĩ một chút, các ngươi cảm giác được hắn thì nguyện ý người khác tiếp tục gọi hắn vĩ đại thuyền trưởng hải tặc Amman, có lẽ hay là tôn quý Amman tử tước đại nhân. Hắn vì cái gì còn muốn đem tài phú chia cho các ngươi? Dưới tình huống như thế các vị duy nhất tồn tại giá trị chính là phong phú biển Caribe cá mập đám bọn họ menu. Xem xem các ngươi những này ngu xuẩn thật đáng buồn mặt, ta thật sự rất muốn dùng đế giày hung hăng chà đạp đi lên. Đừng mẹ nó dùng loại này đơn thuần ánh mắt nhìn qua ta, như thế dễ hiểu đạo lý đều muốn ta lãng phí nước miếng cùng quý giá thời gian. Phương Sâm Nham nói đến phần sau vài câu thời điểm, đã muốn đổi thành một loại nghiến răng nghiến lợi chỉ tiết trèn sắt không thành thép giọng điệu. Hắn lần nữa nhìn chung quanh xem qua trước những này mặt như màu đất hải tặc mặt, thở dài rũ xuống con mắt nói. Còn có ai muốn ngăn cản ta? Xung lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng sóng biển rõ ràng lọt vào tai. Phương Sâm Nham nhúng nhúng vai nói. Rất tốt, cái kia ta đi trước. Nói xong hắn liền đi cởi bỏ bên cạnh cài chặt thuyền cứu nạn dây thừng. Bỗng nhiên, một người tên là Quách Hải Tặc đứng dậy gấp giọng nói: "Đại nhân, người đi chúng ta làm sao bây giờ?" Phương Sâm nham tức giận nói: "Nếu như ta đoán phải đúng vậy mà nói Henry hẳn là Aman trong nội tâm dự định tòa thành quản gia." cho nên các ngươi có thể giống Charlie tiên sinh như vậy đi liếm Henry tiên sinh gợi cảm ngón chân cùng đầy đặn trĩ sang, thuận tiện chủ động buông tha cho nên được tài phú, như vậy nên vậy có 50% tỷ lệ sống sót. Charlie bị Phương Sâm nham nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không dám phản bác, mà oát hiển nhiên tại còn lại hải tặc bên trong cũng có một chút quy vọng, hắn nhìn nhìn chung quanh hải tặc liếc, bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm quỷ bí nói. Đại nhân! chúng ta vì cái gì không làm rơi Henry người này? Sau đó cái này một số lớn tài phú chính là chúng ta rồi. Phương Sâm nham giống như cười mà không phải cười quan sát bốn phía nói. Các ngươi có lá gan này sao? Quát hung giữ vút bộ ngực của mình nói. Henry sẹo coi như là trước kia được xưng là Viking hùng sư, nhưng hắn hiện tại cũng già rồi hơn nữa chỉ còn lại có nửa cái mạng. Muốn làm rơi người này thoạt nhìn cũng sẽ không là một kiện chuyện rất khó khăn. Phương Sâm nhằm liếc mắt nhìn bọn hắn khinh thường nói. Đây là sao? Phải biết rằng, ở sau lưng nói nói là một chuyện, tại chỗ đối mặt lại là một chuyện. Ta nếu là đáp ứng rồi các ngươi, chưa hẳn có thể lao đến quá nhiều chỗ tốt, ngược lại còn sẽ được mà bốc lên càng nhiều là phong hiểm, chỉ cần chúng ta dẫn theo dao găm cùng súng mát chốc vừa xuất hiện tại Henry sẹo trước mặt, hắn tự nhất định biết là ta nói cho các ngươi hết thảy sau đó cái này thô lỗ táo bạo mà cường đại người Viking sẽ nổi giận bình thường truy sát ta. Đem mỗi một căn sợi cơ nhục bạo phát đi ra lực lượng đều tận hết sức lực thêm tại trên người của ta. Nếu như khi đó các ngươi lại mềm trứng giái mà nói OH yes, dưới đời này không có so đây càng làm cho người hưng phấn sự tình. Quát sắc mặt có chút thay đổi, nhưng lại cười lớn nói. Thủy thủ trưởng đừng nói như vậy, tất cả mọi người là người thông minh sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phương Sâm nham lạnh lùng nói. Ta không tin. Hắn tiếng nói kéo rất tốt dài, lại là không có nửa điểm do dự ý, ngược lại phát ra một tia lạnh khốc đi ra. Trừ phi, các ngươi mỗi người có thể cho nằm ở sau bông thuyền Carter đi lên một đao tử. Ngoại trừ phương Sâm nham nô bọc Charlie bên ngoài, các tơ là trên thuyền cuối cùng một cái thân Henry phái thành viên hắn phổi phải cùng đùi ở đằng kia sân đáng sợ mũi tên trong mưa đụng phải thương tổn nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể nằm ở sau bông tàu nơi tránh gió kéo dài hơi tàn. Trước mặt cái này mấy hải tặc nếu là trong tay nhiễm lên máu của hắn, như vậy không hề nghi ngờ tự đại biểu cho không còn có xử lý cùng Henry thỏa hiệp. Mà quát người này cũng phải tâm ngoan thủ lạc, biết rõ đây là duy nhất có thể đem phương xâm nham giữ lại ở xử lý, lập tức tự đối với bên cạnh hai cái quan hệ vô cùng tốt đồng bạn sử một cái ánh mắt đem các tơ nhét ngừng miệng dơ lên tới, không chút do dự cho hắn một đau. Có quát dẫn đầu về sau, hắn hai cái đồng lõa tự nhiên cũng phải tùy theo noi theo, sau đó cái này ba cái nọc quan danh trạng gia hỏa mà bắt đầu đứng ở bên cạnh đối với con thừa xuống hải tặc nhìn chăm chăm. Rất hiển nhiên ai mẹ nó nếu là dám tại lộ ra nửa điểm do dự, như vậy cái này ba cái quyết tâm gia hỏa đương nhiên chính là cùng một chỗ dùng con nhùm huyết sáng như tuyết dao găm trực tiếp mời đến đi qua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Tất cả thủ đoạn cùng xuất. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đen kịch buồn nhỏ trên tàu chính giữa, có một loại ngọn đến thiêu đốt qua đi mùi. Dày đặc vách khoan cách âm tính năng rất tốt. Đây đại khái là bởi vì buồn nhỏ trên tàu nguyên lai chủ nhân ở chung quanh vách gỗ thường dắt dày vải nhung nguyên nhân. Ngay tiếng sóng biển đều có vẻ rất là rất nhỏ. Henry sẹo cứ như vậy nằm ở thuyền trưởng trong khoang, cứ việc ngọn nến đã muốn không biết vì cái gì dập tắt, nhưng hắn cũng không có muốn một lần nữa thắp sáng ý tứ. Đối với yên nguyên bị kịch liệt đau đầu tra tấn hắn mà nói, loại này hắc ám yên tĩnh hoàn cảnh không hề nghi ngờ hội làm cho người càng thêm thư thích một ít. Mặt trời tại phát ra kịch liệt nhảy lên tính đau đớn, nếu như dùng ngón tay cái kìm lời nói như vậy đương nhiên sẽ khá hơn một chút, Bất quá làm như vậy hậu quả thì là trên cánh tay cơ thể hội dùng xé rách bình thường kịch liệt đau nhức đến tỏ vẻ ra mãnh liệt kháng nghị. Nếu là ở 10 năm trước kia, ta làm sao có thể chật vật như thế? May mắn. Rất nhanh phải trở về đến Belscoop nữa à. Henry sẹo vuốt ve trong tay cái kia một bả đã bị rút ra vỏ ngân sắc kiếm đâm, cho dù là tại trong hắc ám, cái thanh này kiếm đâm mặt ngoài cũng có thể nhộn nhạo lên một hồi lại một hồi ngân sắc trung động hào quang đây chính là Amman tại trước khi đi giao cho hắn cái kia một bả tùy thân bội kiếm đúng vào lúc này khoan môn bỗng nhiên phịch một tiếng được mở ra một cái bóng đen sen lẫn tươi mát gió biển khí tức vội vã vọt lên tiếng đến còn có chứa dày đặc tiếng thở dốc cái này tiếng thở dốc thực sự không phải là bởi vì mệt nhọc mà là có một loại khó có thể hình dung khẩn trương cùng kinh hoàng tiên sinh henry tiên sinh trên thuyền đã xảy ra phản loạn bọn hắn giết chết các tơ lại để cho ta tới cho ngươi thay lây dính độc dược băng vải, cả trên chiếc thuyền đã muốn toàn bộ đều là địch nhân của chúng ta, bọn hắn lúc này trong đầu duy nhất nguyện vọng chính là giết chết ngươi sau đó phân chia hết cái này một số cực lớn tài phú. Henry sẹo hai mắt thoáng cái tự mở ra, cứ việc trên thân thể đau đớn như trước, nhưng là trong nháy mắt này, tất cả uy phong sát khí đều về tới cái này khôi ngô vai kiên đại hán trên người. Hắn dùng một loại làm cho người khó có thể tin nhanh nhẹn nhảy dựng lên, giảm thấp thanh âm nói. Bọn hắn có mấy người, Charlie. Trượt người tiến vào thình lình đúng là Phương Sâm Nham Nô bọc Charlie. Thanh âm của hắn bên trong mang theo rung rẩy nói. Sáu. Sáu cái. Băng vải trên mặt độc dược sẽ tại một phút đồng hồ đi sau làm, khi đó bọn hắn sẽ xông tới. Henry sẹo vẫn lên môi. Cảnh này khiến nét mặt của hắn có vẻ đặc biệt hung hoành. Thanh âm của hắn như là theo hàm răng trong khe hở nặng đi ra tự như. Rất tốt, rất tốt. Cũng không biết là hắn cảm giác được Charlie làm tốt lắm, hay là đang nói phương xâm nham bọn hắn nói mát. Henry sẹo nông nóng ở buồng nhỏ trên tàu chính giữa bước đi thông thả vài bước, mũi thở bỗng nhiên vỗ vài cái nói. Ngươi uống rượu. Còn không. Ở phía sau, không hề nghi ngờ rượu cồn có thể thật lớn tê liệt đau đớn, kích phát sĩ khí. Mà Charlie vì cố lấy dũng khí bán đứng chủ nhân của mình cùng còn lại hải tặc cũng nhất định là uống chút ít rượu đến đánh bạo. Hắn nghe xong Henry sẹo hỏi thăm về sau gấp vội vàng gật đầu nói. Có có có, ta trước khi đến tự uống chút ít, còn rót đầy đầy một túi. Henry sẹo khẽ vương tay liền đem Charlie bên hông túi rượu kéo xuống dưới, ngang ngẩng đầu lên, dùng một tay nắm, có thể nhìn thấy một cổ thâm trầm sắc tử dịch hình thành thủy tiễn bình thường thẳng xuất vào trong miệng, cổ của hắn kết cao thấp nhúc nhích, không bao lâu liền đem suốt một túi uống rượu phải sạch sẽ ánh mắt thượng lại càng bằng thêm mấy cây thê lương hồng tia. Tại rượu cồn dưới sự kích thích, Henry sẹo gọi ra một ngụm thở dài, thoạt nhìn có chút thư thích, nhưng qua rồi vài giây cái loại này thư thích biểu lộ liền biến thành dữ tợn, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, giống như là bước chân vào bẫy rập con đường cuối cùng giả thú, đúng ngay vào mặt tự một phát bắt được trước mặt Charlie, điên cuồng vô cùng hét lớn. Ngươi vậy mà cũng bán đứng ta, tại trong rượu hạ độc dáng người không tính nhỏ gầy Charlie bị Henry sẹo cái này hùng tráng vai kiên đại hán đúng ngay vào mặt bắt lấy, đúng là như một chỉ đợi làm thịt gà đồng dạng không thể đồng đầy, Charlie mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, thê lương lớn tiếng kêu lên. Ta không có, ta không có. Bọn hắn rõ ràng bảo là muốn tại băng vải cao thấp độc. Lúc này khoan bên ngoài bỗng nhiên vang lên, ba ba ba, đơn điệu vỗ tay thanh âm, một đám người từ thang lầu thượng nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu đúng là võ trang đầy đủ phương xâm nham, bên cạnh theo sau một đám hung thần ác sát hải tặc, tự như một đám tham lam mà nhìn chầm chầm sài lan. Phương xâm nham nhìn xem cha trên mặt lộ ra một vòng quỷ bí mỉm cười nói. Làm tốt lắm, người hầu của ta. Cha lập tức ngay người, mà Henry sẹo đã là tròn mắt muốn nứt, hắn lúc này đầu ván mắt hoa, chỉ cảm thấy đầu, dạ dày, trên người không có một chỗ không đau, trên tay hắn một tăng lực sau cùng kêu một tiếng, đã là đem cha cổ sống sờ sờ bẻ gãy. Sau đó thuận tay đưa hắn vứt ra ngoài, đâm vào vách gỗ thường phịch một tiếng, giống như một chỉ phá bao tải loại chảy xuống, liền không còn có động tĩnh, chỉ là chết đi cha con mắt bên cạnh lại chậm rãi chảy xuôi ra hai hàng máu tươi, cũng không biết là nước mắt có lẽ hay là huyết dịch. Phương Sâm Nham cũng nhận được người nô bộc hải tặc cha tử vong, mộng yểm ấn ký nhắc nhở, bất quá hắn cũng căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng tại kế hoạch của hắn chính giữa, Charlie cái này hoàn toàn không có năng lực hay không trung tâm gia hỏa vẫn luôn là cái bỏ con, lúc này có thể đem ích lợi của hắn lớn nhất hóa phát huy ra đến liền đã đầy đủ, về phần sinh tử tắc chính là hoàn toàn không tại kế hoạch trong. Phương xâm nham tính cả đằng sau hải tặc quát mấy người nhìn xem Charlie thi thể, đồng loạt cuồng nở nụ cười, bọn hắn cười làm cho vốn là táo bạo cùng loạn Henry sẹo lại càng tâm phù khí táo, trong nội tâm cũng loáng thoáng sinh ra một loại cực đoan điềm xấu cảm giác, gào thét cùng khiếu nói. Các ngươi bọn này chết tiệt ngu xuẩn, đến tột cùng tại cười cái gì? Phương Sâm nhằm dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, thản nhiên nói. Chúc mừng ngươi tự tay giết chết trên thuyền này cuối cùng một cái đối với ngươi trung thành người Henry sẹo nghe được câu này, trong mắt tơ máu càng đậm, nhìn không được đảo lui lại mấy bước cùng khiếu nói. Không có khả năng. Không có khả năng, hắn rõ ràng là lấy độc tửu đến hại ta phương sâm nham nhún vai khinh miệt cười nói kỳ thật cha ly đối với ngươi trung thành đã sớm rõ ràng ghi trên mặt chúng ta chỉ là dùng một chút mưu kế liền lại để cho hắn cho rằng vốn không độc băng vải là có độc mà hắn mang theo rượu cùng trong đồ ăn cũng đã bị chúng ta vùng trộm hạ độc dược kỳ thật đạo lý kia rất đơn giản như hắn thật là có tâm đến hại ngươi như vậy vì cái gì không đều ngươi uống rượu xong bỏ chạy như hắn thật là có tâm đến hại ngươi, như vậy vì cái gì không đều ngươi uống rượu xong bỏ chạy. Như hắn thật là có tâm đến hại ngươi, như vậy vì cái gì không đều ngươi uống rượu xong bỏ chạy. Như hắn thật là có tâm đến hại ngươi, như vậy vì cái gì không đều ngươi uống rượu xong bỏ chạy. Phương xâm nhằm cuối cùng một câu nói kia giống như là lưỡi dao sắc bén như vậy, vô tình liên tục đâm vào Henry sẹo sâu trong đáy lòng, hắn nhìn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy được chết không nhắm mắt cha ly cùng hắn trên gương mặt huyết lệ, hắn chỉ cảm thấy một lời oán khí trong lòng mạnh mẽ đâm tới, không chỗ thổ lộ, cơ hồ muốn đem thân thể đều chống đỡ bạo ra. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, thì phải là giết chết bọn hắn. Giết chết trước mặt tất cả còn sống mấy cái gì đó. Hoặc là hủy chính mình, hoặc là hủy toàn bộ thế giới. Phương xâm nham đồng tử một hồi co rút lại, hắn tính toán bên ngoài chuyện xấu xuất hiện. Mộng yểm ấn ký tại đây lập tức cấp ra cảnh cáo. Henry sẹo thần kinh nhận lấy quá độ kích thích. Người vai kiên cổ huyết mạch kích phát. Henry sẹo lâm vào cùng hóa trạng thái, không sẽ phải chịu đau đớn, sợ hãi đợi năng lực ảnh hưởng, hoàn toàn bằng vào sinh vật bản năng tiến hành chiến đấu, hắn đã bị thương tổn tăng lên 200%. Đối với địch nhân tạo thành thương tổn tăng lên 250%. Henry sẹo cái này cự hán phát ra giống như giả thú gào rú, đúng ngay vào mặt một quyền tựu nhắm ngay phương xâm nham thẳng đảo tới. Một quyền này thế lực mạnh chìm, làm cho người ta cảm giác phản phất một cổ tải trọng 50 tấn trọng hình xe bán tải sông mạnh tới. Phương xâm nham tại mới vừa vào thế giới thời điểm tại trong quán rượu chơi vật tay còn hơn Henry sẹo, bởi vậy trên tâm lý có một chút ưu thế, cho nên cũng phải hai đấm đánh ra muốn cùng hắn chính diện đối với Lay nhưng một phát dưới tay sách tóm tắt đối với mặt truyền đến một cổ khó có thể hình dung lực lượng khổng lồ, áp bách phải hắn liền hô hấp cũng khó khăn cho rằng kế, phương sâm nham đúng là bị Henry sợ một chiêu đánh bay, hắn tại bay ngược trong quá trình lại càng phá vỡ sau lưng khoan cửa phòng, răng rắc một tiếng giòn vang ngay người dẫn môn cùng một chỗ ngã lăn ở bông thuyền, lại trạm lúc thức dậy đã là khóe miệng tràn huyết thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Đáng chết! Phương sâm nham tại lập tức sẽ hiểu tại trên lực lượng bị áp chế nguyên nhân, một hẳn là danh xưng, thứ hai là trang bị. Lúc này bọn họ là tại trên biển giao chiến, phương xâm nham có được danh xưng hải tặc thủ lĩnh đều có thể sử thân mình lực lượng hai, thể lực hai. Như vậy đối với Henry sẹo tên hải tặc này lái chính mà nói, tất nhiên có được càng thêm cường lực danh xưng, mang đến cho hắn càng thêm cường hãng tăng thêm. Tiếp theo trên mình lần cùng Henry sẹo đấu lực là ở trong tử quán, bình thường tình huống đi tử quán loại này hương nhàn địa phương bên người còn có rất nhiều tiểu đệ thời điểm, chắc là không biết võ trang đầy đủ, cái này cùng hiện thực thế giới một sát thủ sẽ không theo lúc đều dẫn ra cái trọng thư thùng tại bên người là một cái đạo lý. Cứ việc một quyên hai tự rơi xuống tuyệt đối hạ phong, hơn nữa còn bị đánh cho chật vật không chịu nổi, nhưng phương xăm nham trước đó cũng phải sớm có dự bị như một đầu nộ sư loại bước ra cửa khoang bậc thang truy tập mà đến Henry sẹo lúc này đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh ánh lửa, chính là có người đem vài chỉ bó đuốc trước mặt vứt tới, hắn rống giận phất tay đem bó đuốc ngăn cách, nhưng trước người đã là mạnh mẽ đánh tới một cổ lớn lao lực đạo, đem cả người đều xông đến về phía sau một ngã, sau đó theo ngực đến vác mới sinh ra lạnh buốt mà nóng rực cảm giác, đón lấy mới được là như giống mạng nhện lan tràn đến toàn thân cao thấp. Kịch liệt đau nhất. Lúc này, ngạc nhiên henry sẹo mới tới kịp cúi đầu vừa mới gặp được thật sâu chui vào trước ngực còn đang không ngừng run rẩy đuôi tên mà mang theo huyết nhục lợi hại mũi tên từ sau vắt lộ ra tại trong bóng đêm còn bằng thêm vài phần huyết sắc loại thê lương cái này một mũi tên nhưng lại do vốn bố trí trên thuyền dùng cho hải chiến cự nỏ chỗ vọng lại loại này cự nỏ thậm chí ngay trầm trọng bông thuyền cũng có thể xả kích thấu tự nhiên có thể cho henry sẹo trọng thương Phương Sâm nham bọn hắn đem cái này cung nỏ nhắm ngay khoang thuyền cửa phòng, chính là muốn cho Henry sẹo cái này một cái hung ác. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Ác chủ bài cuối cùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đột nhiên bị trọng thương, một cổ phức tạp cảm giác trong chốc lát tựu mang tất cả Henry sẹo toàn thân. Cảm giác này trung kể cả đau đớn, bị lừa gạt phẫn nộ, điên cuồng, thô bạo. Henry sẹo hai mắt thoáng cái trở nên hồng đỏ thẫm. Phản phất toàn thân cao thấp huyết dịch đều vọt tới đầu. Cái loại này lúng cuốn khó ức tâm tình trong chốc lát liền đem lý trí của hắn hoàn toàn nuốt sống. Hắn cùng kêu một tiếng, rõ ràng trở tay rút ra trước ngực mũi tên dài, không để ý trên mặt khối lớn huyết nhục sau đó đem chi vứt quăng đi ra. Mà đứng ở bên trái mạng thuyền oát nhưng lại bỗng nhiên định trụ, hai tay bất lực trên không trung cùng bắt, hai mắt lồi ra như chuông đồng, nhìn kỹ, nguyên lai cổ họng của hắn thường chín đâm nửa chi đoạn tiễn, thẳng không có đến chui, thế cho nên cổ sau đích làn da đều có chút lồi đi ra. Nhìn kỹ lại, chi kia mũi tên đuôi đã bị gãy đi, lại rõ ràng là trọng thương Henry sẹo cầm lên trong thân thể rút. Quát hai mắt mà chết cá bình thường nhìn chung quanh toàn trường, trong cổ họng khanh khách rung động, sau đó mới trầm trọng về phía sau ngã xuống trên không trung bế tắc chảy xuống ra một đạo vòng cung tàn, tại đen kịt thâm thúy trong biển rộng làm bắn ra một đóa nho nhỏ bọc nước, cuối cùng biến mất vô tung. Mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, tại cục diện như vậy hạ, Henry sẹo rõ ràng còn có thể tuyệt địa phản kích, vừa ra tay liền giết hải tặc chính giữa trung kiên phần tử quát. Mà xem người này vai kiên đầu trọc cự hán hai mắt hồng đỏ thẩm toàn thân đẫm máu điên cuồng đánh tới bộ dáng, giống như là một đầu trọng thương mà không tử hung sư chỉ cần là cái loại này tìm đường sống trong cõi chết khí thế, liền làm cho còn lại vài tên hải tặc vì cuộc chiến lật sợ. Nhưng vừa lúc đó, Phương Sâm Nham lại thật sâu hít một hơi, mở ra hai tay ngang nhiên xông lên. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thuyền ít nhất phía bên trái phương nhiên 30 độ, trên mặt biển đều dâng lên tầng một tầng một kịch liệt trung động. Henry sẹo cùng khiếu qua dơ lên hai đấm nặng nề nền xuống, lại bị phương sâm nham xảo diệu nhanh chóng né tránh mở đi ra, gặp nạn chính là dày đặt mạng thuyền, bị sóng sờ sờ nện đến ván gỗ bay tứ tung phá ra một cái động lớn. Phương Sâm nham dơ lên chính mình quyền trái, tại mờ mờ chấp động yếu ớt trong ngọn lửa, có tranh nhưng thê lương màu sắc trang nhã kim loại hào quang lóe lên rồi biến mất. Hắn dự thế trùng xuống thân tự vung quyền đập vào Henry sẹo dưới xương sườn, có thể rõ ràng thấy tới đó xuất hiện rõ ràng vết sâu, làm không tốt xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Nhưng cái này cử hắn ngoảnh mặt làm ngơ, trở tay một chưởng liền đem phương sâm nham đập bay ra năm sáu thước xa. Phương sâm nham hai mắt tựa hồ cũng toát ra thiêu đốt lên hỏa diễm bình thường, một cái quay cùng một lần nữa đứng đứng dậy đến, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng đã có máu tươi róc trách tuôn ra. Mặt của hắn cho bởi vì thống khổ mà trở nên có chút vặn vẹo, quay đầu nhìn qua còn lại vài tên hải tặc, lãnh khốc điên cuồng hét lên nói. Đều làm được một bước này rồi, các ngươi còn chưa động thủ chẳng lẽ thậm chí nghĩ chết ở chỗ này. Hắn một trống hết sau lại làm việc nghĩa không được trùng bước sông tới, phương xâm nham như vậy hung hãn không sợ chết vừa xong, lập tức cũng đem cái này vài tên hải tặc trong lòng thực là uyên hung tàn khí cho kích phát ra rồi, cũng phải gào khóc kêu lao thẳng tới trên xuống. Phương xâm nham quay mắt về phía Henry sẹo thẳng đánh mà đến một kích trọng quyền, trùng xuống thân lại lần nữa thành nhanh chóng né tránh tới, quốc khởi khuỷu tay trái nặng nề mà đụng vào Henry sẹo đầu gối phải cong gối thượng. Henry sẹo phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ rống lên một tiếng, nhưng lại khuất phục tại sức hút của trái đất cứ như vậy kinh thiên động địa quỳ xuống. Chỉ nghe, choảng, một tiếng vang thật lớn, Henry sẹo khôi ngô vô cùng thân hình quơ quơ, đầu gối của hắn ngạnh xanh xanh đem khoan thuyền bản đánh vỡ, cả người đều mất đi cân đối hướng về khoang đáy rơi xuống. Lúc này tất cả hải tặc đều nhìn ra cơ hội này, điên cuồng mà nhào tới, giống như là một đám sói đói đánh về phía một đầu đi về hướng con đường cuối cùng hùng sư. Henry sẹo cũng biết tình thế khẩn cấp, điên cuồng vung quyền, không biết vì cái gì, Henry sẹo nắm tay quả đấm thường thường hồi chậm vỗ một cái tự như, bởi vậy tại khoang thuyền bản nhanh chóng tiến vỡ vụn ở bên trong, phương xâm nham chấp liên tục qua rồi hai quyền, nhưng đệ tam quyền đúng là vẫn còn không có thể né qua, tại Henry sẹo cuồng trong tiếng hô bị phách mặt đánh trúng ngực, trước mắt tối sầm một búng máu mũi tên, phốc một tiếng tiêu bắn ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều. Muốn ngã lật tới. Một quyền này thượng chất chứa lực lượng thập phần cực lớn, bị chính diện trong đời phương xâm nham cả người bị sóng sờ sờ đánh bay ra năm sáu thước xa, quay cuồng vài cái về sau kiệt lực muốn miễn cưỡng đứng dậy, lại chống được một nửa hai tay mềm nhũng liền một lần nữa té xuống, liền lần nữa phúng ra một ngụm máu tươi nằm sắp bất động. Phương Sâm Nham vốn tại chiến đấu trước khi bắt đầu sẽ không tại trạng thái tốt nhất chính giữa, lúc trước mấy lần nhanh chóng né tránh cũng bị dư ba có thể đạt được, bởi vậy Henry sẹo cái này lôi đình vạn quân một quyền, đúng là sống sờ sờ đem tánh mạng giá trị đánh vào đến 10% trở xuống trọng thương nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu là nhúc nhích mà nói như vậy không thể nghi ngờ bị chết nhanh hơn. Cũng may những này hải tặc không có lãng phí Phương Sâm Nham cắn xé nhau, cũng phải thành nhào tới vung đao loạn băm. Như vậy loạn trong chiến đấu, cái gì kỹ xảo cũng là vô dụng, so đấu chính là ai hơn hung ác độc hơn cây càng có thể kháng. Máu tươi bốn phía bay tứ tung, sắt thép phong duệ lưỡi đao cắt nhập xương cốt thanh âm rõ ràng có thể nghe, đương nhiên còn có gầm lên cùng gầm rú. Những này còn thừa xuống hải tặc tuy nhiên cũng là cái mang thương, nhưng cũng là bách chiến tinh nhuệ, lúc này hợp lại khởi mệnh tới cũng là không chút thua kém. Đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng thê lương vô cùng tiếng hú dài, trong giây lát Henry sẹo bọc đầy người bụi bậm cùng máu tươi hung hổ loại nhảy dựng lên, chấn khai phóc tại trên thân thể vài tên hải tặc, hắn một quyền tự đánh tại bên cạnh vừa thô vừa to chủ cột buồn thượng. Chén ăn cơm thô chủ cột buồn phát ra một tiếng vô tội buồn bã ô, âm 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 âm, từ đó quyền nơi đứt gãy, Henry sẹo thuận thế tự dẫn theo gốc cây to và dài đoạn cột buồn, thừa thế vặn quét ngang, hắn đánh thẳng bị mắc lừa trước một gã hung hãn hải tặc. Cái kia hải tặc cao cao bay lên, quả thực giống như là một chỉ bị đánh bay đánh gôn loại, không ngớt lời âm cũng không phát ra, đã là bị sinh sinh đánh chết, toàn thân cốt cách đều đứt gãy hơn phân nửa, rơi xuống trong nước thời điểm đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cứ việc một kích này về sau, Henry sẹo trước ngực sau lưng đã bị ồ ồ chảy xuống máu tươi thấm đen mảng lớn, một con mắt tức thì bị sóng sờ sờ đâm mò mẫm. Nhưng cả mở người làm cho người ta cảm giác, nhưng lại cực kỳ giống một đầu phụ chế hung thú chỉ có tiếng không lùi. Chỉ chiến không trốn. Hữu tử vô sinh. Cái này trong tích tắc, cùng bạo phía dưới Henry sẹo vung vẫy đoạn cột buồn, lại đem bên cạnh một gã nhen nhóm súng mát chốc muốn đánh lén hắn hải tặc trực tiếp đánh bay. Cái này hải tặc thê thảm quát to một tiếng, béo tốt hơn 200 cân thể trọng lại thẳng giống như nhẹ như không có gì. Coi như bóng chày bình thường trực tiếp bay ra, đập lấy bên cạnh cứng trắng trên bánh lái, cả người đều mặt tràn phá bụng bị động ở trên mặt, tại trong gió biển thê lương loạn choạng. Bên cạnh vây xem hải tặc cũng đã cả kinh ngay người, ngay kinh hô cùng kêu khóc đều hồn nhiên quên mất, trong đầu trống rỗng. Henry sẹo bỗng nhiên trở lại, bị máu tươi mơ hồ cái kia chỉ có một con mắt nhìn phía 3 mét bên ngoài một gã dẫn theo thủy thủ đao hải tặc, cái này hải tặc nắm chặt chui đao tay không ngừng run rẩy, đao cùng vỏ liên tục chạm vào nhau phát ra rõ ràng đương đương thanh âm, hắn thấy ác ma kia bình thường nam nhân nhìn sang, kêu thảm một tiếng vứt bỏ dao găm bỏ chạy. Nhưng Henry sẹo bị huyết thủy mơ hồ trong mắt có tàn nhẫn quan mang bỗng nhiên hiện lên, lợi khí rồi đột nhiên đại tác, trực tiếp đem trên tay thô cột buồn giống như ném lao bình thường rời tay ném, đem cái kia hải tặc từ phía sau đánh thẳng trên xuống, kích bay ra năm sáu thước bên ngoài, chói tai tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ma sát vang lên, huyết nhục bắn ra bốn phía, ba kéo cách cách, đem phạm vi tung tóe phải bốn phía đều là, mà trên sàn nhà lại bị sinh sinh lôi ra một đầu tiên. Huyết hỗn tạp khôi giáp mảnh nhỏ thảm thiết con đường. Xung một mảnh sợ hãi yên tĩnh. Chỉ có Henry sẹo ồ ồ tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe, trên người hắn tia sáng trắng lập lệ, dưới chân của hắn máu chảy thành sông, trong chuyện này có địch nhân cũng có chính hắn. Hiển nhiên, trận này kịch liệt xung đột người thắng, dĩ nhiên là cái này bị ép vào tuyệt cảnh nam nhân. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Henry sẹo vốn đầu trọng thương chưa lành, một thân bổn sự cũng chỉ phát huy được đi ra bảy thành, cái này liền trở thành chế ước hắn điều thứ nhất xiên xích. Hắn tại thành bảo Tu Gia chính giữa đẫm máu tử chiến, liên tục thi triển hai lần cơ thể bạo tạc nổ tung oanh mở bảo khố đại môn, cái này khiến cho hắn thân mình năng lực đã muốn phát huy đến cực hạn, cái này liền trở thành chế ước hắn điều thứ hai xiên xích. Mà về sau tại thành bảo Tu Gia cửa ra vào tao ngộ thư tập, Henry sẹo vì cầu tự bảo vệ mình, bị buộc tại từ tổn thương dưới tình huống lần nữa thi triển cơ thể bạo tạc nổ tung cái này đáng sợ năng lực, toàn thân cơ thể nghiêm trọng xé rách, đây không thể nghi ngờ là vây khốn hắn để tam xiền xích. Tại buồng nhỏ trên tàu chính giữa phương xâm nham nhen nhóm cái kia chi ngọn đến chính giữa, nhưng lại hỗn hợp sáp độc của bình thủy tinh hôm nọ, tại thiêu đốt sau làm cho ngửi được người tại trong bất tri bất giác công kích trúng mục tiêu tỷ lệ giảm xuống 50%, nếu không dùng phương xâm nham cái kia không cao nhanh nhẹn, lại làm sao có thể liên tục tránh thoát Henry sẹo trọng quyền oanh kích. Đây là bọc tại Henry sẹo trên người điều thứ tư xiềng xích. Thứ năm đầu xiềng xích không thể nghi ngờ là bị che tại cổ ở phía trong hải tặc Charlie đưa lên độc tử. Rượu này mặc dù đối với tại thể lực ít nhất cao tới 30 điểm Henry sẹo hiệu quả không lớn, lại có thể hữu hiệu ức chế hắn mình hồi phục năng lực. Thứ sáu đầu xiềng xích thì là bố trí tại cửa khoang cái kia chiếc cự nỏ bắn thẳng đến, không hề nghi ngờ, lần này cũng đích thật là đã thương nặng cái này hùng sư loại vai kiên đại hán mà ở cái này chiến đấu sắp hết thời chi tế Từ hồ cười đến cuối cùng lại vẫn là henry sẹo cái này cùng bạo nam nhân hắn giống như là một đầu lao nhanh bắt đầu tự tuyệt sẽ không dừng lại giả ngưu cứ việc bị thương buồn thiêu thực sự phải chết tại vùi đầu xung phong trên đường phương sâm nham khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ trói buộc tại trên người hắn cái kia suốt sáu đầu khủng bố cực lớn xiên xích đúng là bị hắn sống sờ sờ dùng lực phá xảo từng cái điên cuồng bức đứt. Nhưng vừa lúc đó, Henry sẹo lại cảm giác được có vài phần không đúng. Bởi vì hắn phát giác trước mặt còn còn sót lại xuống ba gã hải tặc trong mắt, cứ việc yên nguyên có được cực độ sợ hãi, thực sự nhiều ra một tia hy vọng, tại đây dạng tuyệt vọng thời khắc, bọn hắn hy vọng lại là từ đâu mà đến. Henry sẹo đột nhiên cảm giác được cổ của mình đằng sau mát mát mát, hắn nhìn không được bỗng nhiên nhìn lại, Thông qua cái kia bị máu tươi mơ hồ ở mi mắt, hắn thấy được sau lưng lộn xộn tàn bản ở bên trong, một cái u linh cũng tự như bóng đen từ từ đứng dậy. Động tác của hắn nhẹ nhàng kiện tráng, hoàn toàn không có nửa điểm bị thương bộ dáng, lại như là đang đứng ở toàn thịnh trạng thái. Cái này đầu bóng đen đương nhiên đó là cái kia nhất làm Henry sẹo kiên kỵ cùng sợ hãi nam nhân. Thần bí phương Đông Thủy Thủ Nham, Henry sẹo dùng một loại nhìn thấy quỷ ánh mắt nhìn qua phương xâm nham mà phương Sâm nham toàn thân đều có một loại khó có thể hình dung khí tức, cái loại này khí tức giống như là hoa lan sơ khai thời điểm hương thơm, hết lần này tới lần khác còn hỗn hợp một đám huyết tinh khí tức, hai người hoàng mỹ kết hợp cùng một chỗ, làm ngửi được người đều cảm giác được vui vẻ thoải mái, tinh thần đều phản phất vì một trong chấn. Phương Sâm nham không chỉ có cho Henry sẹo sống sờ sờ mặt lên sáu đầu gông xiền, lại lại càng cho mình mua một phần bảo hiểm đại lễ cái kia một hạt ở thế giới trước cướp lấy tự quyết trong tay bí dược, huyết lan tố màu đen không chiết xuất, tại thời điểm mấu chốt nhất thành phát huy tác dụng của nó. Đánh ngã ta, ngươi tự thắng. Phương Sâm Nham tỉnh táo nói, hắn toàn thân đều biến mất tại trong hắc ám, giống nhau một tòa bị mây đen bao phủ dãy núi, làm tất cả nhìn qua mọi người không biết đạo ngọn núi này cao bao nhiêu, chính giữa nước sâu đậm. Henry sẹo ánh mắt nhưng như củ sắc bén vô cùng, trên người nhạc màu bạc nhạc hào quang ít nhưng thấy, hắn nhìn không được quay đầu nhìn phía bến cảng phương hướng, ở chỗ này đã muốn có thể loáng thoáng chứng kiến Bell Scoop buồn tường, nhưng hắn há miệng ra, liền có máu tươi vui sướng tràn ra, bởi vậy tiếng nói có vẻ đặc biệt mơ hồ, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ, nhưng lại như đau khảm rượu đục như vậy tươi sáng rõ nét khắc sâu. Coi như là ngươi thắng, Amman cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Bell cũng đem yên nguyên tại biển Caribe chính giữa theo gió vượt sóng ta, à, cho dù chết cũng sẽ đem ngươi kéo vào địa ngục chính giữa. Đến lúc này, Henry sẹo yên nguyên hào hùng khẳng khái, ý chí chiến đấu kiên vừa, đập vào mặt. Đây là một trong nội tâm tín niệm không bị phá hủy tự tuyệt đối sẽ không ngã xuống nam nhân. Đây là một tuyệt sẽ không đối với vận mệnh cúi đầu nam nhân. Phương xâm nham trong mắt lộ ra tôn kính cùng vẻ tiếc nuối, hơi than thở nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm tay quả đấm nói. Thời gian, nên vậy không sai biệt lắm, thật xin lỗi Henry tiên sinh, ta muốn phá hủy rơi trong lòng ngươi một mực thủ hộ lấy mấy cái gì đó. Tại phương xăm nham nói xong câu đó về sau không đến thập giây, xa xa trên Belscoop, bỗng nhiên dâng lên một cổ khó có thể hình dung hỏa diễm, sau đó chính là bạo tạc nổ tung. Điên cùng mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Cái này trong nháy mắt. Vô luận là phương xăm nham có lẽ hay là Henry sẹo trên mặt đều bị nhiễm lên tầng một huyết quang cũng tự như nhiệt ý, cái kia bạo tạc nổ tung lúc mới bắt đầu, thậm chí làm cho người ta dùng một loại đóa hoa tách ra chậm rãi tỉnh tức cảm giác, thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến Belskup cột buồn tại lửa cháy bừng bừng trung chậm rãi sụp đổ, bông tàu tại cực lớn lực đánh vào bên trong chậm rãi phá thành mảnh nhỏ, nhưng qua rồi vài giây sau, liền nhanh chóng mở rộng. Kéo dài, cuối cùng tạo thành một hồi thậm chí ngay chung quanh cả mặt biển đều mang tất cả đi vào điên cuồng bạo tạc nổ tung. Cái này, mới được là phương xâm nham cuối cùng ác chủ bài A. À? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Miếng ghép cuối cùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thời gian 10 phút trước Địa điểm Trên Bellscope cứ việc cái này chiếc trên thuyền hải tặc đã là tinh nhuệ ra hết, bên trong phòng vệ lực lượng hư không vô cùng, nhưng có uy tín cực cao am mang tỏa trấn, nhưng cũng là thập phần yên ổn. Lưu thủ đám hải tặc người già yếu chiếm đại đa số, cũng là mỗi người đồng lòng, ít nhất mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì bối rối vẻ lo lắng. Trên thuyền không đốt đèn hỏa, không ai lớn tiếng ồn ào, trật tự tĩnh nhiên, cái gì thậm chí đã chuẩn bị xong cho miệng vết thương băng bó rượu mạnh cùng băng vải. Đáng nhắc tới chính là, bị phương xâm nham một tay nhấc nhổ ra lên rô bên chân dài cũng thình lình tại lưu thủ liệt kê. Biểu hiện ra thoạt nhìn, Robin lưu thủ là Amman ngẫu nhiên vì chi cử động, mục đích là muốn lưu lại một tên hải tặc chính giữa tầng giữa nhân viên đến dễ dàng cho quản lý truyền đạt chính mình chỉ lệnh. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng thật ra là Amman không yên lòng phương xâm nham cái này thủy thủ trưởng, như vậy đương nhiên muốn đem bị hắn một tay nhất nhổ ra lên Robin tới tách ra, miễn cho hai người rời đi mắt của mình ra dưới tự liên hợp lại gây ra cái gì nhiễu loạn nhất là tại khả năng xuất hiện lớn tài phú dụ dỗ xuống. Bất quá Robin cái này lão bánh quẩy cũng không có đối với Amman an bài biểu hiện ra ngoài cái gì dị thường. Đối với cái này cái tại Pirates of the Caribbean chính giữa sờ bò lăn đánh cho vài chục năm gia hỏa mà nói, năm chữ có thể hình dung, đó chính là ngã theo chiều gió, ai có thể cho hắn càng lớn chỗ tốt, ai chính là của hắn trung thành đối tượng. Xa xa hừng hực hỏa diễm nhùm đỏ bầu trời đêm, còn bất chợt có thể lương tiếng kêu thảm thiết phát ra, Robin móc ra trong ngực một chỉ tinh mỹ đồng hồ quả quyết vàng, chú thích đồng hồ quả quyết tại cuối thế kỷ 17 mới sản xuất ra, mọi người xem vật này là linh hồn trang bị là được, nhìn nhìn, nhẹ gật đầu, đón lấy cực kỳ hâm mộ nhìn trên bờ cảng Tu Di lúc này mới cất bước đi về hướng dưới tầng khoang chính giữa. Tại phương xâm nham khoang ngoại trạm qua hai cái bàn thô eo tròn hải tặc, chính không có gì làm ở cạnh ở bên cạnh trên cây cột cạo móng tay móc lỗ mũi tính ra con ruồi cong ngón chân. Robin nhìn về sau lập tức ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng trắng đến lớn tiếng quát lớn, nhìn một cái các ngươi đây là đang làm gì đó? Vĩ đại aman thuyền trưởng phân phó các ngươi hảo hảo bảo vệ cori tiên sinh, các ngươi cái này hai cái ngu xuẩn cũng dám không tập trung? cái này hai cái hải tặc lập tức giống bị dao găm đâm chọc một chút loại bắn lên, nhìn xem roben cái kia trương bản phải như bài xì phé bình thường mặt chết, chỉ có thể cười làm lành qua móc ra hơn 10 đồng tiền đến kín đáo đưa cho Robin cầu lão nhân gia ông ta dơ cao đánh khẽ. Roben lúc ban đầu tự nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thẳng đến cái kia hai gã hải tặc trong túi tiền hơn phân nửa tiền tài đều rơi vào rồi trong tay của hắn. Lúc này mới khẽ hư một tiếng lại để cho phất tay làm cho bọn họ tránh ra, sau đó đẩy ra cửa khoang đi vào. Cái kia hai gã hải tặc tự nhiên là tại trong bụng điên cuồng chửi bới, trong đầu đem Roben cả nhà cao thấp nữ tính đều ân cần thăm hỏi cái thất thất bác bát. Cửa vừa mở ra sau, mập mạp Cory cũng không biết đang làm cái gì bỗng nhiên tự nhảy dựng lên, sắc mặt cũng có vẻ thật là có chút xanh trắng, thoạt nhìn rất giống là một cái đang tại làm tạc bị bắt tại trận không may gia hỏa. Hắn gượng cười nhìn về phía Robin, bỗng nhiên rất khẩn trương dò hỏi. Robin tiên sinh, chẳng lẽ là bọn hắn chiến thắng trở về trở về rồi? Robin cảm giác được mập mạp có ri thần sắc tương đương cổ quái, nhưng hắn chỉ cho là người này có chút quan tâm sẽ bị loạn, liền lơ đến có chút cuối người chào nói. Tôn kính Cory tiên sinh, thủy thủ trưởng tại trước khi lên đường đã từng ủy thác ta một sự kiện, đó chính là hắn xuất phát sau nửa giờ cả nếu như vẫn chưa về mà nói như vậy liền đem phong thư này chuyển giao cho ngươi. Xin ngài chú ý thời gian, ta là hoàn thành lời hứa của mình, đúng giờ đem phong thư này giao cho ngươi. Cory hiển nhiên không ngờ rằng việc này không khỏi có chút ngạc nhiên nói. "Thư?" Robin gật gật đầu rất là trịnh trọng nói. "Ngài có thể yên tâm tại lấy đến tính thời điểm ta liền cho dùng phụ thân linh hồn danh nghĩa phát qua lời thề tuyệt đối sẽ không nhìn lén tuyệt đối sẽ đúng giờ giao cho ngài cho nên tính chính giữa nội dung ngoại trừ thủy thủ trưởng biết rõ bên ngoài liền không có người thứ hai ở cái thế giới này chính giữa bởi vì các loại sự kiện linh dị cùng ma pháp tồn tại thề không hề giống hiện thực thế giới như vậy tràn lan mà không hề ước thúc lực mà là một loại tương đương trang trọng hành vi mà dùng phụ thân linh hồn danh nghĩa thề lại càng lợi thề chính giữa rất nặng chủng loại kia đương nhiên Robin chịu làm như vậy nguyên nhân chủ yếu có lẽ hay là phương xâm nham trước đó tự cấp ra suốt thập bản anh thù lao. Cory mang theo nghi hoặc nhận lấy Robin ly trà tới thư tín, liền không thể chờ đợi được vạch tìm tòi phong thư nhìn lại, lần đầu tiên nhìn xem tiếp đi về sau, Cory mồ hôi lạnh trên trán cũng đã chảy ròng ròng mà hạ, bởi vì giấy viết thư mở đầu thượng, thình lình viết thân yêu bạo phá chuyên gia Cory tiên sinh, cái này 11 người chữ. Thân yêu bạo phá chuyên gia Cory tiên sinh. Xin tha thứ ta mãi cho đến lúc này mới như vậy xưng hô ngươi. Kỳ thật theo chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời khắc đó lên, ta đối với thân phận của ngươi cùng năng khiếu thì có tương đối rõ ràng suy đoán. Đầu tiên ngươi là một cái vô luận tại cận chiến cùng công kích từ xa phương diện đều thiếu thốn uy hiếp lực người, nhưng ngươi lại có thể tham gia các ngươi trong tổ chức chính giữa bạo phá thành bảo Tu Gia trọng yếu hành động, điều này nói rõ ngươi tại trong kế hoạch này hẳn là có đủ một cái thập phần trọng yếu chiến thuật địa vị Từ trước mắt chúng ta vị trí không gian sơ kỳ độ khó mà nói đoàn đội chính giữa có thể được xưng tụng trọng yếu hai chữ không phải chiến đấu tính cương vị cũng không tính quá nhiều kết hợp mộng yểm không gian đặc thù tính mà nói không có gì hơn cảm giác cao đạt thành không chỗ nào không có trinh sát bằng vào cao mị lực mà có được rộng khắp nhân mạch cao trí lực hoặc là cao tinh thần mang đến đoàn đội mạnh mẽ tăng hiệu quả Đương nhiên còn có có thể nói hạch tâm địa vị bào phá bài tập. Cái này vài hạng cương vị bên trong, cảm giác của ngươi hiển nhiên không tính cao, nếu không cũng sẽ không lựa chọn không đến chính xác đào tẩu lộ tuyến, thế cho nên bị những kia vệ binh đuổi giết đến gần như tuyệt cảnh. Mỹ lực của ngươi lại càng thấp đến muốn dựa vào ta uy vọng mới có thể tại Hải Tặc bên trong mượn đến tiền tình trạng như vậy, còn thừa xuống hai hạng ngươi cũng có thể có đủ. Bất quá còn lại đoàn đội thành viên phản ứng lại bán rẻ ngươi nếu như ngươi là cái loại này có thể cho đoàn đội mang đến cường thế tăng hiệu quả ngươi, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ áp dụng các loại phương pháp đến tìm kiếm ngươi, mà không phải giống như bây giờ đối với sinh tử của ngươi đều có vẻ thập phần lạnh lùng. Tại sắp xếp trừ đi còn lại khả năng về sau, còn thừa xuống một đầu vô luận dù thế nào không thể tưởng tượng nổi, cũng tất nhiên chính là chính xác đáp án. Đương nhiên nếu là ta gần kề có được kể trên tình báo mà nói như vậy, còn xác thực không có nắm chắc đem bạo phá chuyên gia cái này vĩ đại danh hiệu thật sự đẩy lên trên đầu của ngươi. Nhưng là, ta lại chú ý tới một kiện nho nhỏ sự tình, đó chính là đang cùng vô địch hàm đội quyết chiến về sau ngươi rõ ràng cũng làm ra không thấp cái nhân độ cống hiến, còn đã lấy được ít nhất đều là hai cái cổ đại bản anh ban thưởng. Theo cái này đầu manh mối ta đã điều tra xuống dưới, Phát giác ngươi độ cống hiến lại là thông qua cùng khoan đáy chính giữa hỏa tay pháo hiệp tác đạt được. Tên kia tay pháo phi thường thẳng thắn nói cho hắn biết thủy thủ trưởng, đương làm tôn kính Kori tiên sinh ở bên cạnh nhét vào hỏa dược thời điểm, có thể như kỳ tích khiến cho hắn khống chế pháo đánh cho xa hơn, quy lực càng lớn. Bởi như vậy, tôn kính Kori tiên sinh, ta suy luận chính giữa cuối cùng một khối cường lực hợp lại đồ cứ như vậy được bù đắp lên nếu là đem bào phá chuyên gia danh hiệu đeo tại trên đầu của ngươi mà nói tự nhiên cũng là có thể giải thích ngươi vì cái gì kiên quyết không chịu trở về đoàn đội mà dù là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng muốn lại trên thuyền nguyên nhân căn cứ vào ngươi đặc thù phương thức chiến đấu như vậy trở lại đoàn đội về sau hơn phân nửa là ở vào một loại đánh đấm giả bộ biên giới trạng thái ngược lại không bằng ở lại đây chiếc trên thuyền hải tặc tới thuận tiện tự tại đối với ngươi mà nói đại khái có thể mượn thanh danh của ta vì yểm hộ trên thuyền làm rất nhiều sự tình nói ví dụ, tìm hải tặc mượn rất nhiều tiền sau đó chơi xấu trên người của ta, lại ví dụ như lợi dụng trên thuyền sung túc thời gian chế tạo ra đại lượng tinh thần lực quả bom che giấu vùi thiết lập tại đội thuyền các nơi. a, à, thân yêu Cory biểu ca, thỉnh không nên kích động, chú ý cái kia thấp bé mà cứng trắng buồn nhỏ trên tàu đỉnh vách tường hội cho đầu của ngươi tạo thành thương tổn. ta đã có can đảm được ra kết luận như vậy, dĩ nhiên là có nguyên vẹn chứng cớ cùng ngươi bất đồng chính là, cảm giác của ta đạt đến suốt 14 điểm, tại ta tận lực làm chi chú ý hạ, có lẽ hay là miễn cưỡng có thể xác định uy hiếp được ta tánh mạng mấy cái gì đó đại khái phạm vi. Trải qua ta cẩn thận điều tra về sau, rốt cục phát giác ngươi đính vào dưới ghế mặt một ít khối quả bom, ta không thể không thừa nhận loại này do tinh thần lực mà chế tạo quả bom đích thật là thập phần ẩn nấp, có thể nói tác phẩm nghệ thuật càng rất khó tưởng tượng như kẹo cao su bình thường có thể tùy ý xoa nắng nó còn có đủ kinh người như thế uy lực. Đương nhiên, căn cứ quan sát của ta, người chế tạo nó chu kỳ cũng phải tương đương dài dòng buồn chán, hẳn là mỗi cách 24 tiếng đồng hồ tả hữu mới có thể chế tạo một quả đi ra. Tự như ta đang suy đoán kế hoạch của ngươi như vậy, ngươi đồng dạng cũng có thể đang suy đoán kế hoạch của ta hơn nữa căn cứ cố ý tiết lộ một ít dấu vết để lại đem kế hoạch của ta suy đoán phải 8-9 phần 10 một đêm này ngươi vui với nhìn thấy tình huống chính đang không ngừng phát sinh. Chắc lơ cùng mát mù lọa dẫn đội, ta cùng Henry sẹo xuất lĩnh trên thuyền tinh anh tùy theo tiếp viện. Cả trên Belskup phòng vệ lực lượng vài có lẽ đã bị điều không còn, còn thừa xuống duy nhất uy hiếp cũng phải lớn nhất cường liệt nhất uy hiếp chính là Amman rồi. Chỉ cần hắn vừa ly khai hắn khoan 100m, không, dù là 50m, ngươi là có thể đem gian phòng của hắn trống rỗng giống như là bị cẩu liếm qua làm như vậy sạch còn có thể vô kinh vô hiểm rời đi cái này chết tiệt thế giới. Hết thảy hết thảy tiêu điểm, liền ở chỗ am mang từ lúc nào sẽ rời đi cái này trên con thuyền. Duy nhất khả năng, chính là chúng ta tại trên bờ thành công cướp sạch lại thắng lợi trở về, hoặc là thảm bại trở về thời điểm, với tư cách một gã thuyền hải tặc thuyền trưởng, không thể không làm gương cho binh sĩ xung phong tại tuyến đầu còn có thể dùng tòa trấn đại bản doanh bảo vệ cho đường lui để giải thích nhưng là có công chi thần đẫm máu chiến đấu hăng hái chiến thắng trở về mà về ngươi lại còn nghênh ngang ngốc trên thuyền bày làm ra một bộ người hưởng thụ tư thế vậy thì về tình về lý đều giảng không qua hiển nhiên âm mang điểm ấy lung lạc nhân tâm bổn sự cũng nên cũng biết nếu không cũng ngồi không đến bảy vua hải tặc vị trí cái này là ngươi khổ sở khổ chờ đợi duy nhất cơ hội a à? nhìn đến đây, mặt béo Cory đã xanh lại trắng, đã trắng chuyển xanh. Mồ hôi lạnh tự trên trán chảy ròng ròng mà hạ, đem đầu tóc đều triệt để ướt nhẹp, hắn cũng không kịp dùng xoa một bả, lòng của hắn lúc này đã muốn phản phất chìm vào hầm băng chính giữa. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình có thể coi là kế người lại là như thế này một tên, như vậy một cái đồng sát nhân tâm ma quỷ. Hắn lớn tiếng thở dốc mấy hơi thở, đã là cuốn quyết tiếp tục nhìn xuống đi lúc này ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết bọn ngươi đợi cơ hội vĩnh viễn cũng sẽ không có ta một mực đều ở trước mặt ngươi tận lực toát ra đến trước mặt địa vị đến từ không dễ vô cùng nhiều tin tức cho nên cho ngươi tạo thành trước mắt thủy thủ trưởng vị trí này ta phải đến không dễ bởi vậy cực kỳ coi trọng hơn nữa còn đánh tính toán tạ lần này trên lên tiếp tục bò mặt ngoài hiện tượng tin tưởng cái quan điểm này đã muốn trong lòng của ngươi thăm căn cố đế nhưng Kỳ thật ta nghĩ muốn nói cho ngươi là, cam lòng hay không cam lòng, có bỏ mới có được. Ta nếu là không nở thủy thủ trưởng vị trí này cùng trước mặt tại trên scoop tân tân khổ khổ doanh tạo nên uy vọng, như vậy như thế nào lại xảo diệu đem ngươi bố cục thành ta tối trọng yếu nhất là quân cờ đâu này? Ta là nhất định phản bội Amman. Ở này một lần xuất chinh chính giữa. Cho nên Amman vĩnh viễn cũng sẽ không đợi cho chúng ta chiến thắng trở về mà về tin tức đầy ngập nóng bỏng hắn đợi đến duy một tin tức chỉ có thể là ta phản bội hắn trọng thương vô luận kế hoạch của ta chấp hành phải như thế nào kết cục cuối cùng là thành công có lẽ hay là thất bại là sinh tồn hoặc là tử vong ta đều phản bội hắn triệt triệt để để bị phản bội hắn như vậy đối với dùng huyết mạch tương liên huynh đệ sinh tử đại ân nhân thân phận sung làm nhân chứng lưu thủ trên thuyền ngài mà nói tôn kính Cô ri tiên sinh bằng vào ngươi phong phú sức tưởng tượng là nên vậy tưởng tượng được đi ra nổi giận am mang hội dùng như thế nào tàn khốc hình pháp tại thân thể của ngươi thường thổ lộ tức giận. Căn cứ vào phụ thân linh hồn an bình cùng với 10 cái bản anh trả thù lao, Robin chân dài chí ít có 88. 4% có thể sẽ trung thực chấp hành mệnh lệnh của ta. Lại xuất phát 2 giờ về sau đúng giờ đem phong thư này giao cho trên tay của ngươi. Lúc này ta có lẽ đã chết rồi, có lẽ còn sống ở thế giới này một cái địa phương, bất quá đối với ngươi mà nói cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ta khẳng định làm ra phản bội Amman cử động hơn nữa rất có thể vĩ đại con của biển đen hiện tại đã muốn đã lấy được cái này bất hạnh tin tức cho nên vì ngại tánh mạng an toàn, có ri tiên sinh. Làm ơn tất nhiên cẩn thận nhiên tai lắng nghe đến từ bên ngoài khoan thuyền tiếng bước chân A. À. cái kia rất có thể chính là Amman phái tới bắt người. Của ngươi phát ra. Xem ở đằng kia hai cái bản anh phân thượng, ta đưa cho ngươi cuối cùng một cái cảnh báo chính là lập tức kiếp nổ trên thuyền quả bom tạo thành cực lớn hỗn loạn sau sau đó lập tức nhảy vào nước biển chính giữa a bạo tạc nổ tung uy lực càng lớn bellscup bị phá hư phải càng là triệt để như vậy đuổi giết lực lượng ngươi lại càng yếu tánh mạng của ngươi hệ số an toàn lại càng cao đương nhiên nếu như ngươi là nghịch phản tâm lý rất nặng người không chịu kiếp nổ quả bom trực tiếp đào tẩu như vậy ta có thể khẳng định khôn khéo đám hải tặc sẽ ở trong vòng một phút đem ngươi theo nước biển chính giữa bắt được đến đây là tại Amman không ra tay dưới tình huống. Tin tưởng ta, tuy nhiên tại nơi này thời tiết bên trong ngâm tại lạnh như băng nước biển chính giữa tuyệt đối không phải là cái gì tốt đẹp chính là thể nghiệm, nhưng tổng so tự thể nghiệm một lần hải tặc các loại tàn khốc hình phạt muốn hạnh phúc nhiều lắm. Ngươi chỉ cần còn sống, như vậy thì có hy vọng, ngươi nói là sao? Ngươi trung thực bằng hữu, biểu đệ, ân nhân cứu mạng chủ nợ đến từ phương đông thủy thủ nham kính chào tại ri đọc xong phong thư này thập dây về sau khoan bên ngoài tự truyền đến tiếng bước chân cái này tiếng bước chân cũng không vội gấp rút cũng không vang dội ri đồng tử lại lập tức co rút nhanh bắt đầu trong chuyện này không chỉ có có kinh hoàng lại càng xen lẫn lớn lao sợ hãi phương xâm nham lá thư này không chỉ có đánh tan tự tin của hắn huống chi đem người này kích thành chim sợ cành công, yếu ớt thần kinh tại quể oải, kinh hoàng, thất bại. Mặt trái tâm tình dưới sự kích thích, đã đạt đến sắp không khống chế được điểm tới hạn. Cứ việc cái này tiến bước chân ngọn nguồn chỉ là một hải tặc hạ rốt cuộc khoan thuyền tới lấy bộ y phục thuận tiện đi ngang qua mà thôi. Chuyện kế tiếp sẽ thấy đơn giản bất quá. Cory thi triển ra một cái quy mô nhỏ bạo tạc nổ tung, đem khoan ven biển cái kia một mặt bông thuyền nổ tung về sau, nhảy vào lạnh như băng trong nước biển. Hắn đã tại trước đó đã có suốt 7 ngày đến cân nhắc trong nước bỏ chạy sự tình, dĩ nhiên là chuẩn bị một ít dưới nước gia tốc, hô hấp đạo cụ cùng đồ dùng. 20 giây đồng hồ về sau ở ngoài cửa trong coi bối rối hải tặc còn chính chạy trốn hướng phòng thuyền trưởng báo tin trên đường. Mà bơi ra gần trăm mét Cory đã muốn cắn răng một cái, dẫn để nổ rồi chính mình sắp đặt tại trên Bell tất cả tinh thần lực quả bom hắn cứ việc rất không muốn chiếu phương xâm nham lời nói đi làm, nhưng là, hắn không thể không làm như vậy, không dám không làm như vậy. Bởi vì Cory cũng cảm giác được Aman đáng sợ cứ việc người nam nhân này còn một mực đều không có triệt để đem thực lực chân chính của mình biểu lộ ra qua. Vì vậy thì có phương xâm nham cùng Henry sẹo trên thuyền thấy tận mắt chứng nhận một màn kia. Hừng hực đại hỏa, tại trên mặt biển kịch liệt thiêu đốt. Cái này thiêu đốt là như vậy rừng rực lao nhanh, thế cho nên cho tàn cùng một chút ít cặn đều bị bay lên nhiệt không khí kịch liệt vứt đưa bắt đầu, có vẻ đặc biệt bi tráng, cũng đặc biệt thê lương. Như vậy hùng vĩ cảnh tượng không chỉ có làm cho còn thừa xuống ba cái hải tặc đều trận mắt há hốc mồm, ngay người khởi xướng phương xâm nham cũng là có vài phần chuẩn bị không kịp cảm giác. Cái kia mang tất cả hết thảy đại hỏa không thể nghi ngờ sự phương xâm nham giả vọng càng thêm hồng rực, thực sự đem những người khác hy vọng triệt để đốt hủy. Henry sẹo ngốc trệ nhìn phía xa mặt biển, trên mặt hắn khí sắc nhanh chóng hôi bại dưới đi, trong nháy mắt này, hắn tự mất đi tiến lên tất cả động lực. Một người chỉ cần trong lòng có muốn thủ hộ mấy cái gì đó, như vậy tại ở vào nghịch cảnh thời điểm có thể kích phát ra sinh mệnh tất cả tiềm lực chưa từng có từ trước đến nay, vốn tự trọng thương Henry Sẹo cũng chỉ là dựa vào trong lòng một cổ tín niệm đau khổ ủng hộ, mới có thể bướng bỉnh cùng bạo đến bây giờ, nhưng khi hắn tại mắt thấy như vậy một hồi hùng vĩ hủy diệt về sau, trên người cường tự áp chế tất cả tổn thương ống đau sở đều trong khoảnh khắc đó bạo phát ra bởi vì hắn muốn thủ hộ nên vì chi dốc sức liều mạng mấy cái gì đó tại đây lập tức đã là hóa thành hư ảo triệt để tan vỡ ở phía sau thuyền trưởng cùng một ít thâm niên thủy thủ đối với đội thuyền cảm tình là khó có thể tưởng tượng có người dứt khoát liền đem đội thuyền xem thành lão bà hay con cái biển caribe bốn bên trong dắt thuyền trưởng nói qua thuyền trưởng nên vậy cùng thuyền cùng chìm Phương Sâm Nham cuối cùng an bài một kích này, chỉ tại thương tâm mà không phải là thương thân, có thể nói triệt để tồi suy sụp Henry Sẹo tiếp tục ý chí chiến đấu, bạn hắn mưa gió mấy vạn dặm ông bạn già hủy diệt tại chỗ, hắn muốn thuần phục đối tượng sinh tử không biết, nhân sinh cuộc sống có thể đã là sụp đổ hơn phân nữa. Huống chi hắn lúc này còn nhận lấy thương nhân đã sớm muốn sụp đổ cực lớn thương thế. Henry Sẹo hai tay nắm chặt nắm tay quả đấm, sừng sững đầu thuyền, Nhằm biển Caribe gió phất qua hai gò má, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này là phương xâm nham tự tin nơi phát ra. Chỉ cần âm phóng hắn lên bờ, như vậy Belskup hủy diệt cơ hồ liền trở thành kết cục đã định. Hắn chính là vĩnh hằng người thắng, chỉ cần hắn vừa lên bờ, xấu nhất khả năng chính là bị lên bờ tất cả Belskup thuyền viên bài xích, đuổi giết. Nhưng không nên quên rồi, ở phía trước nhiệm vụ chính giữa tự nâng lên. Pirates of the Caribbean là một đám kính sợ cường giả gia hỏa, vô luận ngươi đối với bọn họ phóng xuất ra thiện ý có lẽ hay là ác ý chỉ cần là làm bọn hắn trí nhớ khắc sâu, cũng có thể tăng lên ngươi khi bọn hắn chính giữa danh vọng. Không hề nghi ngờ, nghĩ cách tạc hủy diệt Bescoop là có thể đưa hắn tại hải tạc chính giữa danh vọng lần nữa bay vụt đến một cái độ cao mới. Bởi vậy cho dù là xấu nhất tình huống phát sinh, phương xâm nham yên nguyên có thể lao đến cực lớn chỗ tốt huống chi loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cũng không lớn. Phương xâm nham đứng ở khoảng cách Henry sẹo 5 mét ngoài trừ địa phương, hắn cứ việc lúc này tất cả trạng thái nghiệp dĩ khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng phục dụng cái kia hạt không chiết xuất huyết lan tố đồng dạng cũng có cực lớn tác dụng phụ. Dùng 10 phút sau sẽ xuất hiện tất cả thuộc tính giảm thấp 33% mặt trái hiệu quả. Phương xâm nham xưa nay đều là bằng xấu khả năng đến phỏng đối thủ, nếu là Henry sẹo còn một mực bảo trì cái loại này cùng hóa trạng thái mà nói hắn còn thật không có trong 10 giải quyết chiến đấu nắm chắc. Cho nên nếu là ngay tạc hủy Bescoop cái này cuối cùng nhất phục bút đều không thể đánh Henry sẹo mà nói như vậy phương xâm nham tự thật sự muốn cân nhắc đào tẩu công việc. Gió biển từ từ thổi qua, Henry sẹo ánh mắt ảm đạm rồi xuống, trái tim của hắn lần nữa kiệt lực dãy dụ lấy run rẩy một chút về sau, rốt cục không chịu nổi gánh nặng đình chỉ nhảy lên lịch đại dương tháng 5 năm 233 ban đêm, 11 giờ 17 phút 3 giây Bell lái chính Henry Sẹo tử vong hưởng thọ 47 tuổi. Cứ việc Henry Sẹo đã là đình chỉ hô hấp, nhưng hắn yên nguyên ngật đứng ở mũi thuyền, hai mắt nộ trận, tự hồ tùy thời đều lần nữa bạo khởi đã thương người. Cho dù là chết hết hắn cũng có vẻ nanh ác bướng bỉnh, có một loại khiếp người ma lực, theo trên người của hắn rơi rơi xuống một quả lóng lánh qua ngân sắc quan mang ốc biển. Bánh xe lộc lăn đến phương xâm nham dưới chân. Phương xâm nham thuận tay nhặt lên, cảm nhận được bên trong ẩn chứa một loại khó có thể hình dung lực lượng. Trừ chuyện đó ra, bị Henry sẹo mang theo cái kia một thanh âm mang ngân sắc kiếm đâm cũng tùy theo ngã rơi xuống đất, bất quá nhưng lại ảm đạm không ánh sáng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.